Hello cả nhà, chào mừng tất cả anh chị em đến tham dự cái buổi huấn luyện của S69, trường đào tạo kinh doanh theo mạng hàng đầu thế giới vào buổi chiều ngày hôm nay. Chiều ngày hôm nay rất là nhân duyên, Cường được dịp chia sẻ với tất cả anh chị em, bởi vì lẽ ra là không có lịch, nhưng mà may là nhờ một cái nhân duyên rất đặc biệt trên có dịp giao lưu chia sẻ với tất cả anh chị em có mặt trên Zoom cũng như là theo dõi trên livestream. Cái buổi chia sẻ này Cường có phát trực tiếp trên Facebook của cá nhân cũng như hệ thống S69. Các bạn nào muốn lan tỏa những cái điều tốt đẹp thì chúng ta có thể tổ chức xem chung trên Facebook của mình. Xin giới thiệu với tất cả các bạn, bởi vì có những bạn chắc chắn là sẽ chưa biết Cường lần đầu tiên hoặc là tư vấn viên mới. Cường sinh năm 1976, hiện nay đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Trước kia thì có 9 năm làm biên tập viên và phóng viên báo Nhân dân, có 3 năm rưỡi làm tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và đã bắt đầu con đường kinh doanh theo mạng từ tháng 4 năm 2010 và chính thức hợp tác với Siri từ mùng 1 tháng 8 năm 2014 cho đến ngày hôm nay. Đấy, và đến giờ phút này chính xác đấy là được 5 năm 11 tháng 27 ngày, đó, sắp tròn 6 năm hợp tác cùng tập đoàn sức khỏe Siri. Có thể nói là Cường hạnh phúc từng giây từng phút khi hợp tác cùng tập đoàn sức khỏe Siri. Cuộc đời của mình đã thay đổi, cuộc đời biết bao nhiêu con người tin đi theo mình, kiên định, đấy, kiên trì, nỗ lực đều thay đổi. Hàng vạn con người đã thay đổi chất lượng cuộc sống và bắt đầu từ một cái nhân duyên như vậy. Đấy, và chiều ngày hôm nay thì Cường sẽ chia sẻ với tất cả anh chị em cái kỹ năng làm thế nào để chốt hợp đồng, kỹ năng làm thế nào để giúp cho người ta ra quyết định. Bởi vì chúng ta có một cái sản phẩm quá tốt, giá hợp lý, chúng ta có một cái cơ hội có thể nói là tốt hiếm hoi trong cuộc đời này. Chúng ta có một môi trường để giúp cho con người ta có đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Một môi trường thực sự đáng sống, một cái môi trường thực sự đáng cùng nhau rèn luyện và học tập. Đấy, và chúng ta có một cái cơ hội kinh doanh có thể nói là siêu thông minh với những sản phẩm thông minh. Không có lý do gì chúng ta không giúp người khác ra quyết định cùng với chúng ta cả. Đó. Bao nhiêu số các bạn thấy được rằng là ai cũng muốn khỏe đẹp thì giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Bao nhiêu trong số các bạn thực sự khát khao tự do thì giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Bao nhiêu số các bạn vừa muốn khỏe đẹp này, tự do, phát triển cá nhân, đi du lịch vòng quanh thế giới giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Ô, ai cũng muốn thế, tại sao chúng ta có một cái cơ hội có thể đáp ứng được tất cả những cái điều như vậy, đúng không? Mà tại sao mình không mang đến cho tất cả mọi người? Bao nhiêu anh chị em đồng ý với Cường là chúng ta sẽ chia sẻ như hơi thở để giúp cho mọi người có nhân duyên, có phương tiện, có cơ hội để đạt được những cái điều như vậy, giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúng ta sẽ bắt đầu vào cái buổi chia sẻ này. Cái thứ nhất ấy, nguyên tắc số 1. Nguyên tắc số 1 để chúng ta giúp cho một người ra quyết định hay còn gọi là chốt hợp đồng, nó chốt hợp đồng nó gọi là cái từ gọi là thuật ngữ trong bán hàng thôi. Việc của chúng ta là giúp người khác ra quyết định. Thì nguyên tắc đầu tiên để giúp cho người ta ra quyết định ấy, là cả nhà ghi xuống, luôn luôn dùng ngôn từ khẳng định. Luôn luôn dùng ngôn từ khẳng định. Luôn luôn dùng ngôn từ khẳng định. Đấy là nguyên tắc đầu tiên, luôn luôn dùng ngôn từ khẳng định. Thế thì tại sao ngôn từ khẳng định nó lại quan trọng? Tại sao ngôn từ khẳng định nó lại quan trọng? Thế nào gọi là ngôn từ khẳng định? Tôi tin chắc rằng, tôi chắc chắn rằng, đó, tôi khẳng định rằng. Đấy là những cái ngôn gì? Từ khẳng định. Tôi khẳng định rằng nếu mà bạn uống cái Formula 4 này, này trong những cái lúc mà cơ thể mệt mỏi uống từ 5 cho đến 10 viên tỉnh táo liền. Hoặc là mình khẳng định là bạn uống cái Core Energy này chỉ trong vòng khoảng 10 phút thôi. Đấy là tỉnh táo ngay lập tức. Mình khẳng định là mình khui cái chai dầu balsam này ra bạn về massage cho chồng hoặc chồng massage cho bạn. Bạn sẽ sướng và thích và yêu nó cả đời. Đấy, nó gọi là ngôn từ khẳng định. Cho hình dung chưa? Mình khẳng định với bạn, bạn vào S69. Dù bạn là con người nhút nhát như thế nào, dù bạn là người chưa có khả năng giao tiếp tốt, dù bạn là người chưa biết mình đang ước mơ gì, dù bạn là người mà vân vân và vân vân. Đấy, nhưng chỉ bằng
một cái khát khao cháy bỏng và sẵn sàng thay đổi cuộc đời thôi. Chỉ sau 6 tháng, con người của bạn thay đổi hoàn toàn. Sau 1 năm không ai nhận ra bạn nữa. Đấy gọi là ngôn từ khẳng định. Cả nhà hình dung chưa? Vâng. Thế thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau rất là nhiều về cái ngôn từ khẳng định này từ trong buổi chiều ngày hôm nay. Là nguyên tắc đầu tiên, chúng ta muốn giúp người khác ra quyết định phải biết sử dụng ngôn từ khẳng định. Thế thì tại sao ngôn từ khẳng định lại quan trọng? Và những bạn nào ở đây được người hướng dẫn của mình giúp mình ra quyết định khi người hướng dẫn sử dụng những ngôn từ khẳng định? Đấy, có thể bật mic chia sẻ. Ai muốn chia sẻ? Bật mic nói, tôi xưng tên. Hello. Anh chị em nào muốn chia sẻ nào? Ngôn từ khẳng định tại sao nó lại quan trọng? Bật mic nói tôi và xưng tên. Xin mời bạn Hồng tôi đến à. Từ Cộng hòa Séc nào. Dạ, xin chào Thủ Linh và chào tất cả những anh chị em ở trên Zoom. Em là Nguyễn Thị Hồng, hiện tại em đang ở Cộng hòa Séc. Thì em cùng được một người đứng trên của em là dùng ngôn từ khẳng định là để mà tuyển dụng em ạ. Thì em theo em thì ngôn từ khẳng định là cái sự quyết định của mình nữa là một cái công việc là đúng đắn ạ và có cái mục đích ạ. Khi mà bạn của em giới thiệu cho em thì nói một câu với em là bạn có muốn cuộc sống của bạn là thay đổi không và sức khỏe của bạn thay đổi không. Đấy thì em mới bảo qua cái hai cái đó là tuyệt vời nhất. Đối với một con người chúng ta thì ai cũng cần sức khỏe và tiền bạc cả, tiền tài. Khi có sức khỏe thì chúng ta làm được tất cả các cái mọi việc. Mà khi có tiền tài rồi á thì là chúng ta là thích đi chơi đâu thì đi và có thu nhập thụ động. Thì bạn em đã dùng ngôn từ khẳng định để chiếu mồ em là như vậy ạ. À, cảm ơn bạn Hồng. Đấy, và khi được dùng ngôn từ khẳng định đấy thì em cảm thấy cái mức độ tin tưởng như thế nào? À, tuyệt đối 100% luôn ạ. À, em là người dễ cả tin. Cảm ơn Hồng. Ok. Anh chị em nào nhớ khái niệm thủ lĩnh là gì? Bật mic chia sẻ. Thủ lĩnh là gì? Ai nhớ khái niệm thủ lĩnh là gì? Bật mic chia sẻ. Đó. Việt Thanh nào, thủ lĩnh là gì em? Lương Công Hoàng, thủ lĩnh là gì em? Bật mic chia sẻ. Hello thủ lĩnh. À rồi, Việt Thanh. Vâng, xin chào thủ lĩnh, xin chào cả nhà. Ok. Vâng, cái này thì may quá em vừa được. Rồi, thủ lĩnh là gì? Thủ lĩnh là người tin tưởng tuyệt đối vào cái đích của mình hướng đến, con đường của mình đi và người hướng dẫn bạn và hệ thống dẫn đường và liên tục truyền cái niềm tin đấy mạnh mẽ cho và thường xuyên và liên tục để tự nguyện qua những người tin tưởng và đồng hành và đi theo mình. Rồi lại nhá. Gần chính xác rồi đấy, thiếu một chút. Đây là con đường chúng ta đi đúng không? À, cần vẽ nó hơi đấy. Giờ thủ lĩnh là gì nào? Rồi, anh nói lại, thủ lĩnh là gì? Thủ lĩnh là người tin tưởng tuyệt đối vào cái đích của mình hướng đến, con đường của mình đi và... Rồi bình tĩnh. Đích mình muốn đến, tức là cái mục tiêu đúng khi mà làm CV là gì em? Là đầu tiên là thủ lĩnh quốc tế. Đúng rồi. Mục tiêu đúng khi làm CV đấy là thủ lĩnh quốc tế, đúng không? Tốt nghiệp trường S69, khi là trở thành thủ lĩnh quốc tế thì lúc đấy mới tốt nghiệp trường S69. Thủ lĩnh quốc tế để làm gì thì mỗi người sẽ có một cái lý do khác nhau. Thủ lĩnh quốc tế để có biệt thự ở Hy Lạp, thủ lĩnh quốc tế để có thu nhập thụ động 600 triệu một tháng trở lên, thủ lĩnh quốc tế để có tiền cho con học những trường tốt nhất, thủ lĩnh quốc tế để có đưa bố mẹ gia đình đi khắp thế giới, thủ lĩnh quốc tế để làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, thủ lĩnh quốc tế để giúp được ít nhất 15 người có xe hơi trực tiếp, thủ lĩnh quốc tế để giúp cho hàng vạn người được thay đổi chất lượng cuộc sống, được bảo vệ sức khỏe. Ví dụ như vậy, mỗi người sẽ có một lý do khác nhau. Rồi em nói lại nào, thủ lĩnh là gì? Thủ lĩnh là người tưởng tuyệt đối vào cái đích của mình hướng đến, đó chính là thủ lĩnh quốc tế.
và con đường của mình đi. Con đường mình đi là con đường gì em? Là con đường đi là Siri. Con đường đi là kinh doanh theo mạng, network marketing. Rồi. Gì nữa? Thủ lĩnh là người tin tưởng tuyệt đối vào đích mà mình đến, con đường mà mình đi, gì nữa? Và liên tục truyền niềm tin đó một cách mạnh mẽ, thường xuyên và liên tục. Thiếu. Còn gì nữa? Phải tin vào cái gì nữa? Người dẫn đường và hệ thống. Hệ thống và đường và người dẫn đường cho vào là một, là hệ thống dẫn đường. Đó. Gì nữa? Còn gì nữa không? Hết rồi. Cảm ơn Việt Thanh. Anh chị em khác hỗ trợ. Phạm Hoa. Tôi Phạm Hoa. Người Huế. Xin mời Phạm Hoa. Xin mời Phạm Hoa này. Xin mời Rồi em đây ạ. Đây này. Ok. Dạ. Để em nói lại cái định nghĩa về thủ lĩnh ạ. Đây. Thủ lĩnh là người tin tưởng tuyệt đối vào cái đích của mình đến ạ. Con okay. đường của mình đi đó là kinh doanh theo mạng. Rồi. Phương tiện của mình lựa chọn đó là Siberi ạ. Yes. Và hệ thống dẫn đường đó là S69 ạ. Ok. Và truyền niềm tin liên tục, mạnh mẽ và liên tục để cho những người tin đi theo mình ạ. Rồi. Ok, cảm ơn Hoa. Chính xác rồi đấy. Việt Thanh nhớ rõ chưa? Thủ lĩnh. Để Cường khóa mic của mọi người lại. Rồi, ok. Thủ lĩnh là người tin tưởng tuyệt đối vào cái đích mà mình muốn đến. Ví dụ cái đích của Cường là trong cuộc đời của mình. Đấy, hội tụ huấn luyện và đào tạo 1.102 thủ lĩnh kinh doanh theo mạng xuất chúng. 1.102 có ông bà có Mercedes-Benz. Đấy là cái đích của Cường. Đó. Thủ lĩnh là người tin tưởng tuyệt đối vào cái đích của mình đến. Con đường mà mình đi, con đường của mình đấy chính là con đường kinh doanh theo mạng. Phương tiện mà mình lựa chọn đấy là Siberi. Và hệ thống dẫn đường là S69. Và truyền niềm tin đó một cách mạnh mẽ, thường xuyên liên tục, 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 để có những người tự nguyện đi cùng mình. Thì khi đó mình trở thành thủ lĩnh. Nói lại cả nhà biết nhá. Thủ lĩnh là người tin tưởng tuyệt đối vào cái đích mà mình đến, con đường mà mình đi, phương tiện mà mình lựa chọn, hệ thống dẫn đường, và truyền niềm tin đó một cách mạnh mẽ, thường xuyên liên tục, 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 để có những người tự nguyện đi cùng mình. Khi đó bạn trở thành thủ lĩnh. Có rất là nhiều người làm network marketing nhưng chẳng biết thủ lĩnh là gì. Thủ lĩnh là lĩnh được bao nhiêu tiền thủ hết vào túi, gọi là thủ lĩnh. Ở nhà có thấy có nhiều thủ lĩnh là lĩnh được bao nhiêu tiền thủ hết vào túi là gọi là thủ lĩnh. Thủ lĩnh là những người lôi kéo người vào tổ chức à? Có rất là nhiều những thủ lĩnh tự xưng đúng không? Ui dồi ôi, lôi kéo người vào tổ chức. Thủ lĩnh là những người gieo lòng tham. Thủ lĩnh là những người gieo sự lười biếng, gieo sự dễ dàng à? Cứ vào đây đi, tao đặt cho một chân. Đấy gọi là thủ lĩnh. Thủ lĩnh là vào đây không phải làm gì đâu, tiền tự đến. Đấy gọi là thủ lĩnh. Có gọi là thủ lĩnh không cả nhà? Thủ lĩnh là vào đây dễ lắm mà không cần phải học hành gì. Kiếm 500 triệu 1 tỷ dễ như là hái một cái lá cây. Không có mùa xuân đấy trong cuộc đời này, đúng không bạn nhỉ? Thủ lĩnh là người tin tưởng tuyệt đối vào cái đích mình đến và con đường mình đi. Phương tiện mà mình lựa chọn, hệ thống dẫn đường, và truyền niềm tin đó một cách mạnh mẽ, thường xuyên liên tục, 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 để có những người tự nguyện tin đi cùng mình, khi đó trở thành thủ lĩnh. Napoleon Bonaparte, ông có nói rằng tôi chỉ là một người đàn ông đội mũ nếu không có người khác đi cùng. I am just a man with a hat without followers. Tôi chỉ là một người đàn ông đội mũ nếu không có những người khác đi cùng.
Đấy là câu nói kinh điển của Napoleon Bonaparte, một trong 10 người được thế giới công nhận. Đấy là một trong 10 danh tướng lừng lẫy thế giới, đánh đánh chiếm khắp châu Âu, đúng không? Tôi chỉ là một người đàn ông đội mũ nếu không có những người khác đi cùng mình, with our followers. Thế nếu mà mình không có người đi cùng thì mình chỉ là một mình thôi. Thế bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái khái niệm thủ lĩnh này để chúng ta sử dụng ngôn từ khẳng định. Bây giờ ví dụ này. Ai người ta uống sản phẩm Sibri, người ta kêu úi dồi ôi, ngứa quá. Thế bây giờ bạn sẽ nói như thế nào? Ai nói như thế nào bật mic? Xin mời. Tôi. Xin mời giọng nam giới trước đi, ưu tiên nam. Nam trong S69 hơi ít, ưu tiên nam trước. Tôi, Kiên Trung. À rồi, ok, Kiên Trung. Vâng, em xin chào tuổi Kim Cương Quốc gia Trương Cường và chào tất cả những người Kim Dung. Vâng, qua cái câu hỏi vừa rồi thì theo như em cảm nhận và thêm ghi nhận của đơn giản như anh như vợ em uống ngũng bị ngứa khắp người ạ. Và cái câu đầu tiên là xin chúc mừng vợ, đấy là cái cơ chế thải độc của Siri ạ. Cơ chế thải độc của Siri nghe thì cũng được, quá trình thải độc rồi. Nghe thì cũng được nhưng mà nó có vẻ khoa học kỹ thuật quá. Nói nào cho nó dễ hiểu. Nói dễ hiểu ạ. Nói nào mà ai cũng hiểu được. Đấy là một cái cơ chế thải độc anh. Thế bây giờ vợ hỏi cơ chế thải độc là như thế nào? Nên là đào thải bỏ những cái chất độc hại và chất bẩn trong cơ thể mình ra. Rồi, ok. Thế thì nói là bởi vì cái uống cái sản phẩm này này, chúc mừng em, đúng không? Thế bây giờ chất độc thì nó phải được đào thải ra qua nhiều cái lỗ. Hai lỗ mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, lỗ miệng, lỗ niệu đạo, hộ môn và tí tỉ cái lỗ chân lông khác. Thế mà chất độc mà nó cứ ở trong người, mà rác với phân nó cứ ở trong người thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cho nên nó ngứa là đúng rồi. Ví dụ như thế, nói như thế, bây giờ Cường nói như vậy, bao nhiêu số các bạn ở đây hiểu? Giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Thế bao nhiêu số các bạn mà hiểu cơ chế thải độc thì giơ ngón tay cái. Rồi, cảm ơn cả nhà. Ấy cho nên là chúng ta nói cái gì, cái điều quan trọng là khẳng định và nói đơn giản, ai cũng hiểu được. Chúng ta sẽ thành công nhanh. Cảm ơn bạn Kiên Trung. Bây giờ mình không có thời gian thì mình không có thời gian. Ai muốn chia sẻ cái điều này? Chúng ta đang hướng dẫn chốt hợp đồng đúng không? Chúng ta chia sẻ bla bla xong rồi mình không có thời gian. Tớ không có thời gian, anh không có thời gian, chị không có thời gian. Xin mời anh chị em khác. Rồi, xin mời nhà tư vấn chuyên nghiệp Vi Hương Mai, Hoa hậu đến từ Tam Đảo. Em cảm ơn ạ. Xin chào thủ lĩnh quốc gia, thủ lĩnh Kim Cương ạ. Và xin chào tất cả anh chị em. Khi mà em đi tư vấn ý, thì em gặp rất là nhiều trường hợp nói là tôi bận lắm. Thế thì Mai sẽ hỏi lại là thế thì theo chị định làm như thế này đến bao giờ? Chị định bận như thế này đến bao giờ ạ? Thế cái việc mà bận đó là rào cản của chị. Thế chị muốn nó bận mãi hay là chị muốn tìm cho mình một cái lối thoát, một công việc khác cho mình sau này có công việc, thời gian dành cho bản thân mình hơn, cho con cái mình hơn và có cho gia đình mình hơn ạ? Đấy. Yes. Thế thì em sẽ lắng nghe họ chia sẻ như thế nào. Là mình sẽ chia sẻ tiếp ạ. Ok, tốt. Đấy, bước đầu tiên là dùng câu hỏi đúng không? Trong làm việc ý kiến phản đối 6 bước. Bước thứ hai là dùng câu hỏi. Dùng câu hỏi xong rồi. Đấy, xong đến bước thứ ba và bước thứ tư đúng không? Đấy, nếu mà làm việc một cách nhẹ nhàng ấy thì đấy là đồng cảm. Rồi sau đó thì các bước là vân vân. Đấy, sau các bước như vậy ấy, thì dùng cái câu khẳng định, em sẽ dùng như thế nào? Để họ đi theo em. Ngôn từ khẳng định. Khẳng định. Thực ra thì em cũng ngày trước công việc của em rất là bận đấy, em cũng có đồng cảm như vậy. Sau đó thì em đã tìm được một cái công việc và khi mà em tin tưởng chắc chắn rằng là chị nghiêm túc tìm hiểu cái công việc này á, sau này chị sẽ có một cơ hội lớn và chị thay đổi công việc của chị. Sau này chị có thời gian rảnh rỗi hơn chẳng hạn. Đấy, có công việc tốt hơn, rảnh rỗi hơn, dành cho bản thân mình hơn mà lúc đấy á, em chắc chắn là chị có thu nhập tốt hơn thì chị cũng phải làm những cái công việc này nữa. Đấy. Đúng rồi.
Đấy là điều rất tốt. Rồi mình có thể chia sẻ mạnh mẽ hơn nữa, đúng không? Thông qua các bước như vậy. Và chính vì chị bận ấy, thì mới phải đi theo em. Để 6 tháng cho đến 1 năm thôi là mình sẽ nghỉ hưu luôn. Cho nó khỏi bận. Chị định bận đến 55 tuổi hay là 30 tuổi hay là 40 tuổi nghỉ hưu luôn. Bây giờ chị chọn cách nào? Thay vì 55 tuổi nghỉ hưu, lương 3 cọc 3 đồng, 5 triệu, 6 triệu một tháng. Và bây giờ đi cùng với em 6 tháng đến 1 năm. Và chậm lắm là 2 năm đến 3 năm nghỉ hưu luôn. Chị chọn cách nào? Đặt câu hỏi. Cảm ơn Vi Hương Mai. Dạ vâng ạ. Cảm ơn Thủ Lĩnh ạ. Đấy gọi là ngôn từ khẳng định, đúng không? Mình là cái người dẫn đường ấy. Mình là người dẫn đường thì khi mà người ta lý do thì tất nhiên là có nhiều lý do, thì chúng ta phân... Cái buổi hôm nay không phải là cái buổi mà làm việc ý kiến phản đối. Buổi hôm nay là chúng ta đang chia sẻ với nhau về cái kỹ năng giúp ta quyết định, kỹ năng chốt hợp đồng. Thì đương nhiên cũng phải sử dụng các cái bước làm việc ý kiến phản đối. Sau đó khi mà cái lúc mình chốt ấy, là dùng ngôn từ khẳng định để làm sao để họ đi theo mình, đi cùng với mình. Đấy là điều quan trọng, đúng không nào? Thế tại sao cái sản phẩm Formula 4 ấy mà viết trên lọ, viết trên lọ thì có một viên, tại sao bạn bảo tớ uống 10 viên? Ai có ngôn từ khẳng định chia sẻ, xin mời. Xin mời cả nhà. Tôi Giang. Rồi xin mời bạn Nguyễn Kiên. Vâng, xin chào thủ lĩnh Kim Cương Quốc gia Trương Huy Cường cùng toàn thể anh chị em trên Zoom. Nếu như mà khi mà có một khách hàng nào đó họ nói là tại sao ở đây khi có một viên mà lại bảo tôi uống hẳn 10 viên thì mình sẽ phải giải thích với khách hàng đó rằng đây là họ ghi dành cho những cái trường hợp là họ được uống thường xuyên và họ đang trong tình trạng sức khỏe họ có, họ không có vấn đề gì về sức khỏe. Còn bây giờ là bạn hoặc cô hoặc bác hoặc anh chị đấy là đang có vấn đề về sức khỏe, và nếu khi mình đang có vấn đề về sức khỏe và mình đang mang trong người mình một cái bệnh thì mình phải dùng cái liều nó cao lên để nó phải có tác dụng để chữa được cho mình cái bệnh đấy và nó khắc phục được cái bệnh cho mình. Cảm ơn Kiên, nhưng mà bản thân Huy Cường này vẫn uống 10 viên thường xuyên, chả bệnh tật cả. Không bệnh tật gì cả. Thế mình sẽ chia sẻ như thế nào? Vâng, anh hỏi lại câu hỏi đi ạ. Câu hỏi là ghi trên đấy một viên, tại sao uống 10 viên? Tại sao bạn lại hướng dẫn tôi uống 10 viên? Có nghĩa là trường hợp của em thì đấy, toàn những cái khách hàng họ không phải là họ đang có sức khỏe bình thường ấy, mà họ đều là những khách hàng họ có vấn đề về bệnh. Họ đang có mắc bệnh, họ đang rất là yếu. Thế thì em đều phải là... Bây giờ bạn giúp một người khỏe mạnh uống 10 viên này. Giúp một người khỏe mạnh uống 10 viên hả anh? Ừ. Thế thì em sẽ nói là... Nói chung là em chưa từng gặp trường hợp đấy, nhưng nếu gặp trường hợp đấy thì em sẽ nói là thay vì bạn đang uống một viên như thế này thì cái tình trạng sức khỏe của bạn, dĩ nhiên là bạn đang khỏe nhưng bạn uống một viên thì cái lượng cung cấp vào người bạn nó chỉ có như thế thì nó sẽ không bằng là bạn uống tăng liều lên là 10 viên thì bạn sẽ cảm nhận được ngay cái sức khỏe của bạn, bạn cảm nhận ngay được cái lượng vitamin lạc vào người bạn và bạn thấy cái sức khỏe của bạn nó có chuyển biến rõ ràng. Ok, cảm ơn bạn Kiên rất nhiều. Rồi, câu trả lời rất hay. Ai có phương án khác có thể bổ sung để làm sao chốt được họ luôn uống 10 viên không? Tôi, Lê Dịu. Xin mời em và Trang Dương. Lê Dịu. Ok, xin mời Lê Dịu. Vâng, xin chào thủ lĩnh Kim Cương Quốc gia. Xin chào tất cả các cô chú anh chị em trên Zoom. Với cái trường hợp này thì tôi sẽ trả lời như này. Vâng, bạn hoàn toàn có thể uống theo cái ghi ở trên thông tin bao bì là 1 hoặc 2 viên. Nhưng mà nếu mà bạn có muốn khỏe giống tôi không, muốn đẹp giống tôi không, đấy, thì hãy uống 10 viên, vì ngày nào tôi cũng uống 10 viên cả. Cảm thấy rất là khỏe mạnh. Vâng, tôi sẽ nói như vậy ạ. Cảm ơn bạn Dịu, một phương án rất là hay. Đấy. Cường hay làm như thế này. Nếu mà bạn mà ít tiền ấy, thì uống 1, 2, 3, 4 viên ngày. Nhiều tiền ấy, mà muốn nó khỏe thực sự ấy, uống chục viên. Đấy, không mà nếu mà bạn sợ uống nhiều cái bóc cho mình 20 viên mình uống luôn. Uống luôn trước mặt cho bạn xem. Bóc luôn, uống.
là đưa tặng tặng Cường Cường uống luôn, rất là giải thích lằng nhằng, cái này đúng không? Ai người ta sợ uống nhiều ấy, bạn mua đi, bóc bóc gấp đôi số lượng mà mình kê cho bạn để mình uống nhá. Bởi vì người ta sợ uống nhiều, đúng không? Mình biết nỗi sợ của người ta là nỗi sợ uống nhiều, còn chúng ta biết là sao? Chúng ta biết là con người chúng ta thiếu chất trầm trọng, thiếu vitamin và khoáng chất trầm trọng do quá trình ăn uống môi trường vân vân, tất cả chúng ta đều hiểu rồi. Thế cho nên là chỉ chúng ta ít tiền thì mình mới uống ít, có nhiều tiền uống nhiều thì nó khỏe. Bao nhiêu số các bạn thấy uống nhiều nó rất khỏe và rất tốt, và bạn nào đang uống nhiều khỏe giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Cường từ ngày rời tập đoàn dầu khí hết tháng 6 2011 ra đi, cho đến ngày hôm nay chưa đi khám bệnh định kỳ, kể cả mẹ Cường thế. Ngày xưa cái thời trước đó chưa dùng thực phẩm chức năng thì suốt ngày đi khám bệnh định kỳ, lúc thì thế nọ lúc thì thế kia, từ ngày đó đến giờ chẳng có đi khám bệnh định kỳ gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì mình hiểu và mình có giải pháp bảo vệ, đúng không? À. Tất nhiên Cường không phải là khuyên mọi người là không đi khám bệnh định kỳ, nhưng đấy là mình chia sẻ cái trải nghiệm bản thân mình có một cái niềm tin tuyệt đối như vậy. Thì đấy gọi là ngôn từ khẳng định. Đưa đây, bạn sợ uống nhiều thì cứ mua đi, mình uống gấp đôi, uống gấp ba luôn được. Kể cho cả nhà nghe một câu chuyện. Tháng 12 năm 2014, khi đó tổ chức cái hội nghị kinh doanh quốc tế. Không phải, đây là hội nghị kinh doanh quốc tế lần thứ 2 sau khi Cường dự, là tháng, hồi đó là khoảng tháng 4 năm 2015. Thì ông bác sĩ Bosco, ông ấy hợp tác với Sibri cho đến ngày hôm nay được khoảng độ 20 năm rồi. Thì ông ấy, ông hiện nay thì ông là, cái lúc mà Cường làm ấy thì ông ấy vẫn là thủ lĩnh đó. Nhưng bây giờ thì ông là thủ lĩnh cao cấp. Ông ấy lôi cái cá táp, cái cặp của ông ra, và ông làm một vốc sản phẩm như này ông uống. Ông làm một vốc sản phẩm này ông uống. Ông hỏi là có ai sợ uống nhiều sản phẩm không? Thì có nhiều người giơ tay. Thế ông chẳng giải thích gì cả, ông lôi cái cá táp ra, ông làm vốc sản phẩm ông uống. Hết hỏi. Đấy, xong. Và cái hình ảnh của ông ấy khi mà trước khi ông đến với Sibri, vừa béo vừa yếu vừa xấu, ngày hôm nay thì ông rất là đẹp, vân vân. Đầu tiên là mình dùng ngôn từ khẳng định. Và tại sao Cường chia sẻ với cả nhà cái khái niệm thủ lĩnh ấy? Nó cứ người ta lung lay cái niềm tin gì thì mình dùng cái niềm tin. Người ta lung lay với cái đích của họ, ôi mình làm, mình sợ mình không làm được đâu, ví dụ thế, đúng không? Rồi người ta có nhiều những cái giới hạn, có nhiều cái niềm tin hạn chế. Việc của mình là dùng ngôn từ khẳng định để sao? Để giúp cho họ. Bây giờ Cường hỏi cả nhà này, mình là người dẫn đường mà niềm tin của mình mong manh như cái sợi bún ấy, thì ai đi theo mình? Bao nhiêu số các bạn tin là mình có niềm tin mong manh như lá cỏ, mềm như sợi bún, thì người khác sẽ đi theo mình giơ ngón tay cái? Không ai, đúng không? Không ai cả. Thế thì mình muốn người khác đi cùng mình, mình phải có một cái niềm tin mà nó phải trở thành đức tin ấy. Niềm tin không suy chuyển, và nó ở dạng đức tin. Có nghĩa là vợ hay chồng hay bố hay mẹ hay bạn thân hay là bác sĩ hay giáo sư hay tiến sĩ hay là sĩ gì đấy, không quan trọng, mình vẫn tin tưởng tuyệt đối. Thì đấy mới gọi là đức tin, đúng không? Vừa mới một vài người, 5 người, 10 người phản đối cái đã tạm biệt cuộc chơi rồi. Về vợ bảo: anh ơi, giàu có dành cho người khác không đến lượt chồng mình đâu, anh là quen làm nhà nước rồi, ổn định, tốt anh ạ. Thế là tin theo vợ. Còn chồng bảo: em ơi, em cứ ở nhà anh nuôi, đi làm ổn định, thế là tốt lắm rồi. Thế là thôi, cũng tin theo chồng, ở nhà. Cho thấy không ạ? Rồi có nhiều người bạn đang làm Sibri này này, khi mà đi chia sẻ, bị người khác dẫn dắt. Bây giờ ai còn kinh doanh Sibri, bây giờ phải Mai Aladdin, ví dụ vân vân, bla 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 bla. Thế là bắt đầu sao? Vì
chưa có niềm tin tuyệt đối vào cái đích mình đến, chưa có niềm tin tuyệt đối vào con đường mình đi, chưa có niềm tin tuyệt đối vào phương tiện mình lựa chọn, chưa có niềm tin tuyệt đối vào hệ thống dẫn đường, thế là bị thằng khác nó dẫn. Bao nhiêu số các bạn thấy là có những tư vấn viên như vậy, giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Mình đang ở trong ánh sáng đúng không? Đang ở ánh sáng, ánh hào quang giữa ban ngày đấy, và bị chúng nó dẫn vào bóng đêm. Tức là đang ở thiên đường thì bị dẫn xuống địa ngục ấy. Bởi vì sao? Bởi vì thiếu niềm tin. Và bây giờ niềm tin đến từ đâu? Để chúng ta có thể khẳng định được thì chúng ta biến nó thành đức tin. Và cái đức tin đấy, cái niềm tin đấy đến từ đâu? Lê Trang, Yên Bái, chia sẻ. Dạ, em xin chào thủ lĩnh Kim Cương Quốc gia, xin chào tất cả cô chú anh chị các bạn đang có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay ạ. Thì cái niềm tin á, cái niềm tin thực sự nó là cái gốc rễ để chúng ta có thể kinh doanh CV, và có thể nói là nó sẽ là cái để chúng ta làm tất cả mọi việc thành công trong cái cuộc sống này. Thế thì để có được cái gốc rễ đó, để có được cái niềm tin đó thì trước tiên á, đầu tiên nó phải đến từ trí tuệ ạ. Bởi vì nếu như chúng ta không có trí tuệ, không có một cái sự hiểu biết đúng đắn thì chúng ta sẽ có một cái niềm tin sai lệch, cái trí tuệ sai lệch và cái niềm tin đó cũng sai lệch. Và thứ hai nữa, cái niềm tin đó sẽ phải đến từ nghị lực. Bản thân chúng ta mà không có nghị lực tốt, không mạnh mẽ thì đúng thật là chúng ta sẽ bị chia sẻ bởi một cái bóng tối khác và kéo chúng ta đi. Chúng ta không có nghị lực, chúng ta không thể nào mà giữ vững chúng ta được ở cái mà chúng ta đang làm, cái mà chúng ta đang hướng đến. Và cái thứ ba nữa là để mà có được cái niềm tin á, cái gốc rễ thứ ba đó mà chúng ta cần phải có, đó chính là đạo đức. Bởi vì nếu như chúng ta có trí tuệ rồi, nghị lực rồi, nhưng chúng ta không có đạo đức, chúng ta không có tình thương yêu, chúng ta không có cái sự chân thành á, thì niềm tin của chúng ta, cái gốc rễ của chúng ta cũng sẽ không thể nào mà trụ vững được. Chính bởi vậy mà niềm tin sẽ phải có đầy đủ ba yếu tố: trí tuệ, nghị lực và đạo đức ạ. Em xin hết phần chia sẻ ạ. Ok, khi mà có ba thứ đó thì chúng ta sẽ có niềm tin tuyệt đối vào chính mình và con đường của mình. Có nhiều người bảo úi dồi ôi, cần có một bà chị bảo nếu mà nó không có cái từ đa cấp ấy thì chị làm ngay. Nếu mà không có từ đa cấp thì chị làm ngay. Đấy là thể hiện của thiếu gì cả nhá? Thiếu trí tuệ. Đúng không? Trí tuệ là gì? Trí tuệ là sự hiểu biết sâu sắc, sự hiểu biết đầy đủ, sự hiểu biết tròn đầy. Nếu mà không có từ đa cấp ấy, thì chị làm ngay. Thế còn mình thì dùng ngôn từ khẳng định, vì đa cấp em mới làm, chứ không phải không có đa cấp thì em làm sao em đi làm bán gan bán phổi kiếm tiền. Em vì đa cấp nó siêu thông minh cho nên em mới làm. Cả nhà thấy sự khác nhau không? Vì người ta chưa đủ kiến thức, người ta chưa được học, người ta chưa có sự hiểu biết sâu sắc về nó, đúng không? Thì nhìn thấy, mình thì thấy đa cấp là ánh hào quang, là con đường chân lý để giúp cho mình tiến tới tự do, ấm no và hạnh phúc. Còn người khác bởi vì họ chưa được học, họ chưa có kiến thức, chưa hiểu biết sâu sắc về nó, họ chưa có đủ trí tuệ về nó. Thế cho nên là họ sợ. Và mình là người dẫn đường thì mình phải khẳng định chứ, đúng không nào? Vì đa cấp nó siêu thông minh em mới làm, cho nên là hãy đi theo em, cầm tay họ lôi đi, đi theo em để có tự do, ấm no và hạnh phúc, để khỏe đẹp. Chị có thích khỏe đẹp mãi mãi tuổi 20 không? Chị có thích tự chủ tài chính không phải xin chồng không? Bạn có thích tự do, độc lập tài chính, tự do tài chính, vợ hỏi tiền lúc nào cũng có, thì đi theo mình, ví dụ như vậy. Niềm tin đến từ gốc rễ đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Ví dụ, gặp vài cái từ chối mà đã bỏ cuộc, gặp vài cái cười chê, bị cười chê mà bỏ cuộc là thiếu gì cả nhà? Ai biết? Bật mic nói tôi. Thiếu nghị lực. Đúng rồi, thiếu nghị lực. Thiếu nghị lực. Biết CV rất tốt,
biết môi trường S69 siêu tốt mà không dám chia sẻ cho người khác là thiếu gì cả nhà? Thiếu nghị lực. Thiếu gì nữa? Biết kiên. Đấy cũng là một cái thiếu trí tuệ đấy anh ạ. Thiếu gì nữa? Thì không hiểu biết là mình mới không có niềm tin. Không, bây giờ nhá, bây giờ có niềm tin rồi. Biết là tốt rồi mà, tin là tốt rồi, vào S69 thay đổi rồi. Mà vẫn không dám chia sẻ cho người khác. Một là thiếu nghị lực, hai là thiếu gì nữa? Vậy thì chỉ có thiếu đạo đức thôi. Đúng rồi, thiếu lòng tốt, thiếu tình yêu thương. Mình khỏe đẹp một mình không muốn cho người khác khỏe đẹp. Đó. Mình tự do một mình không muốn mang cái cơ hội tự do này cho người khác. Phải không cả nhà? Bây giờ nhìn thấy một cái người hoành tráng, nhìn thấy họ rất giàu, không dám chia sẻ cho họ. Thế là thiếu gì cả nhà? Ai muốn chia sẻ bên mình? Tự tin. Thì Tí nào, Nguyễn Thị Tí, thiếu gì? Dạ, Nguyễn thiếu tự tin ạ. Thiếu tự tin nhỉ? Thiếu nghị lực đúng không? Thấy người khác giàu sợ hãi. Thiếu nghị lực, thiếu ý chí. Nào. Cảm ơn chị Tí. Tôi chia sẻ cho chị Đặng Việt Phương, lúc đấy là chị đang có 3 cái ô tô, một cái Mercedes E400, một cái Prado và một cái gì nữa thì Cường không nhớ. Chị đang có dòng thu nhập thụ động là 1 tỷ một tháng từ cái cơ sở kinh doanh truyền thống, từ cái hệ thống nhà xưởng cho thuê vân vân. Chị có một cái nhà vườn ở quận Long Biên. Đấy, mấy hecta ấy. Và chị hỏi Cường là thế bạn đang bao nhiêu tiền một tháng? Cường bảo là 10 triệu nhưng mà cuối năm nay chắc chắn 100 triệu một tháng. Thế còn nếu mà ai đó hỏi tiền bạn bao nhiêu mà bắt đầu mồ hôi chảy ra, bắt đầu khuôn mặt đầy nỗi sợ hãi tái dại đi thì thôi. Làm sao chúng ta dẫn đường cho người khác? Cả nhà hiểu không? Mình phải biết mình đang có cái gì ở trong tay. Mình có thể trung thực, mình nói thẳng đấy. Cường trung thực lúc đấy đang tư vấn viên trưởng mà, 10 triệu một tháng. Nói thật. Còn mình chưa có triệu nào, thì mình cũng nói thật. Em mới làm được 3 tháng, 6 tháng. Còn đang trong cái giai đoạn em bán đi nỗi sợ hãi. Đang cái giai đoạn mà em tích lũy đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Và em tin chắc cái sản phẩm nó tốt này, ai cần cái môi trường tốt này. Năm nữa là em có xe hơi, 2 năm nữa là em có Mercedes-Benz. Bao nhiêu bạn dám khẳng định như vậy giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Người ta cứ hỏi đến tiền mà mình chưa có nhiều tiền, bắt đầu mặt tái dại, ua ua không nói được gì, bắt đầu loanh quanh lòng vòng em thì bla bla đúng không? Cũng quan sát nhiều tư vấn viên. Mình chính trực đúng không? Có gì nói đấy. Nên nó phải chuyển hóa thành một cái niềm tin mạnh mẽ. Người ta đi học đại học 4 năm trời. Sau đó đi làm mấy năm mới có 5 đến 10 triệu một tháng. Mình vừa làm chuyện bình thường. Phải không cả nhà? Khẳng định một cách mạnh mẽ. Tiếp tục cả nhà. Có ai có chia sẻ gì liên quan đến cái việc dùng ngôn từ khẳng định thì bật miệng. Cũng đi chia sẻ nhưng mà họ bảo là họ dùng các sản phẩm khác rồi. Thì lúc đấy bạn nói như thế nào? Thấy họ xinh, họ đẹp rồi, họ dùng rồi, thế nào cũng tịt luôn, chưa biết nói thế nào. Chưa biết nói thế nào là thế nào. Cảm ơn bạn. Bây giờ người ta dùng sản phẩm khác thì quá tốt rồi, mình không cần phải nói gì liên quan đến thực phẩm chức năng nữa đúng không? Trời ơi, bạn đã biết đến dùng thực phẩm chức năng rồi là chúc mừng bạn. Nhưng mà bạn mà chưa được dùng sản phẩm Sibri thì coi như chưa biết thực phẩm chức năng là cái gì cả. Mình uống vào đây này, nhờ Sibri đấy,
thiên nhiên tinh khiết mà bây giờ da nó đẹp, nó trẻ, nó khỏe, nó hồng hào mà nó lại tốn ít tiền. Mình biết bạn là người thông minh nên bây giờ một cái cực tốt mà giá hợp lý so với cái tốt mà giá rất cao, bạn chọn cái gì? Bây giờ Cường hỏi cả nhà, một cái cực tốt mà giá rất hợp lý và một cái tốt mà giá rất cao, ai chọn cái cực tốt mà giá hợp lý giơ ngón tay cái? Rồi, cảm ơn cả nhà. Thế phải nói cho họ thế, nói phải củ cải cũng nghe. Đúng không? Chứ người ta, mình là người dẫn đường, là người soi đường cho người khác mà. Thấu hiểu về sự lựa chọn của mình thôi, đơn giản chứ có gì đâu. Thế người ta bảo, nhưng mà chị quen dùng cái này rồi. Em hỏi chị nhá, thế chị đang dùng điện thoại gì? Ví dụ họ đang dùng Note 7, Note 8, Note 9 gì đấy, và thế chị có thích dùng Note 10 không? Chị có thích cập nhật không? Họ đang dùng iPhone gì đấy, chị có thích dùng iPhone 11 cái gì Plus không? Ví dụ như vậy. Ở đây em trao cho chị cái phiên bản tốt nhất, tuyệt vời nhất, nhưng giá nó hợp lý nhất. Thế chị là người thông minh, chị chọn cái gì? Rồi, xin mời anh chị em khác nào. Bây giờ đấy, chốt hợp đồng, bây giờ họ đưa ra lý do, ai mà không chốt được bật mic. Rồi, chúng ta sẽ đưa ra giải pháp. Em. Ok, xin mời chị Nguyễn Thị Tý. Vâng, em vừa nãy mới kết nối một bạn xong, một bạn đấy ở trong, bên em xin giới thiệu luôn ạ. Vâng, em giới thiệu tên em là Tị, và năm nay 44 tuổi, đang sinh sống tại Hải Phòng. À, em cũng đồng viên. Vâng. À, cũng vào CV một tháng rồi, nhưng mà em vừa mới kết nối với một bạn xong thì bạn ấy có nói với em một câu thế này. Yeah. Bạn bảo là chị ơi, đang kinh doanh thì đầu tiên bạn hỏi bên chị là đang việc gì, thì em nói là bên chị làm một công việc vì con người rất là tốt, thì yeah, em có muốn tìm hiểu không, mời em sang bên công ty chị và tìm hiểu, và em sẽ biết công việc bên này như thế nào. Thì bạn nên trao đổi một tí xong thì em nói luôn là thực ra là chị không muốn nhắn tin mà chị sẽ muốn gọi điện trực tiếp để chia sẻ với em thì công việc nó sẽ dễ hơn. À, bạn ấy bảo với em là thôi chị ơi, em lúc này em đang có công việc rất tốt rồi, em đang có một cửa hàng, một cửa shop bán hàng rất tốt rồi, thì thôi cảm ơn đi, cảm ơn chị. Thế thì em cũng nói luôn là thế thì chị cũng chúc mừng em đã có một cửa hàng cho riêng mình. À, chúc mừng em thì kinh doanh thật là may mắn. À, còn nếu như đến với chị thì em thì có cơ hội tốt hơn. Còn nếu như em chưa biết đến chị thì cũng không sao cả. Chúc mừng em, nếu như khi nào em cần thì có thể nhắn tin hoặc gọi lại cho chị. Chị sẽ sẵn sàng giúp. Em vừa mới kết nối xong cùng bạn ấy thế thôi ạ. Cảm ơn xin hết ạ. Rồi, cảm ơn chị. Tiếp tục chơi, làm bạn. Đấy. Thì cái cách gieo của chị như vừa rồi cũng rất là tốt rồi. Mình có thể gieo thêm cách khác. Chị mới làm quen đúng không? Vâng ạ. À, con người ta... thường ấy, người ta làm việc với mình khi người ta thích, người ta sẽ nghe mình, người ta tin, người ta sẽ làm việc với mình. Việc của mình là cứ khẳng định ngôn từ mạnh mẽ đó. Ôi, ở trong S69, ở trong cái hệ thống của bọn chị ấy, nhiều người họ còn có 10 cửa hàng, họ đóng hết rồi, họ đang làm. Mình có thể gieo một câu như vậy, thế sau đó làm bạn với họ tiếp. À, vâng ạ, vậy em sau xong mà tiếp sau thì em cũng có nói một câu, em cũng có nhắn tin lại một câu để bạn là... Trong ngày hôm qua là một ngày dịch Covid thì mọi người còn đang còn loay hoay trong một tháng nữa thì không biết là bao nhiêu công ty, hiện tại công ty chị đã đóng cửa rồi, thì không biết cái cửa hàng của em thì sắp tới thì người ta có đủ nhu cầu để mà có nhiều tiền để mà mua mà để dùng nữa không, thì chị nghĩ chắc là cái phần trăm ngay bản thân chị thì phần trăm mà cắt chi tiêu để sắm sửa chắc cũng cắt đi còn 2% thôi, thì không biết cửa hàng em hoạt động được lâu không, em chỉ nhắn vậy thôi. Thế thôi em không. À, vâng. Ok, đừng làm, mình có thể những cái câu hỏi mà sóc ấy, thì khi nào mà thân thiết ấy thì mình mới dùng những cái câu hỏi mà chạm vào nỗi đau mà nó mang tính sóc một chút. Bởi vì mình mới làm bạn với họ mà mình đôi khi mình hỏi như vậy thì tất nhiên mình tin ở cấp độ trải nghiệm rất dễ là người ta sẽ chặn hay gì đấy. Thế thì và gieo là một quá trình. Gieo là một quá trình đấy, và bởi vì họ đã biết chị là ai đâu, họ đã biết mình sẽ chia sẻ với họ về cái gì đâu, thế cho nên là họ có thể có những cái, tức là ở bên trong họ có một cái gợn nào đó, cho nên họ đưa ra cái cách từ chối như vậy, đúng không nào? Như chị cứ chơi với họ tiếp tục.
Cảm ơn chị Tý. Ở đây có một thủ lĩnh có thể nói là siêu sử dụng ngôn từ khẳng định. Thủ lĩnh Anna Nguyễn bật mic giao lưu cả nhà trước. Em chào thủ lĩnh ạ. Rồi, xin chào thủ lĩnh Anna Nguyễn. Thủ lĩnh Anna có thể tặng cả nhà một số ngôn từ khẳng định liên quan đến sản phẩm này, liên quan đến công ty này, liên quan đến cơ hội này, liên quan đến hệ thống này. Nếu mà nói về là liên quan đến bây giờ là Anna chỉ chốt kinh doanh thôi. Rồi, liên quan đến kinh doanh, cơ hội. Yes. Một chút cơ hội thôi. Tại vì thực tế ra là mà các bạn cũng biết là cái nghề của mình á, là mỗi người dùng một ít và mỗi người bán một ít. Bạn chỉ cần phân tích cái câu đấy để bạn cũng thấy rằng là rõ ràng chỉ có những người kinh doanh thì mới có cái khả năng sử dụng sản phẩm lâu dài. Và họ mới dùng nhiều, tức là họ thích cái gì thì họ dùng cái đấy. Là những người kinh doanh. Và một khi mà đã chốt kinh doanh ấy thì Anna do là Anna có cái trải nghiệm. Mỗi người sẽ có một cái trải nghiệm khác nhau và từ đó cái niềm tin khác nhau. Bạn có thể từ những cái trải nghiệm của bạn ấy với một người như Anna là một người rất là mưu cầu cái sự thành công. Ở cái chỗ nào mà có một cái cơ hội gì thì mình sẽ tìm hiểu, mình làm hay không thì là còn phải xem. Cái tính của mình như vậy. Và trong cái ngành mà đa cấp này này thì mình tìm hiểu được 11 năm rồi. Mình biết nó là tiến bộ, mình đọc cái quyển sách số 11 của Robert Kiyosaki. Thế là thông thường á là cái sách đấy là cái mình trải qua cho nên mình hay giới thiệu. Với những ai mà còn chưa cởi mở về mặt tư duy ấy, thì các bạn giới thiệu tặng cho họ quyển sách hoặc là giới thiệu cho họ quyển sách đấy để họ đọc. Thông thường họ đọc xong quyển số 11 đấy là tự động họ đã có một cái nhìn khác về cái ngành của mình rồi. Sau đó rồi thì bản thân Anna là đã đi tìm đúng, thực sự là đúng 11 năm tất cả các công ty mà ở trên thị trường Việt Nam để một cái cơ hội mà làm có thể kiếm được tiền mà mang lại được. Tức là nó là cái việc mà vừa tốt cho mình, vừa tốt cho cái người đối tác của mình mà vừa tốt cho cộng đồng ấy. Thế là mình tìm những cái cơ hội như thế mà nó có tiền thật. Thì cả 11 năm nay trong tất cả các công ty, Anna chỉ tìm thấy mỗi một mình công ty Siri này thôi. Cho nên là mình chẳng có sự lựa chọn nào khác cả. Thế là cái điều đấy là làm cho mình có một cái niềm tin rất là rõ ràng về đúng là mình có một hành trình tìm hiểu thế thật. Rồi nữa là bản thân Anna xuất thân là từ một cái người kinh doanh truyền thống. Và đã là kinh doanh truyền thống thì mình gặp rất là nhiều những cái chủ doanh nghiệp rồi. Cho dù là doanh nghiệp rất là bự, một năm doanh số khoảng khoảng chừng vài trăm tỷ đi, tức là bán hàng á, bán những hàng như là quần áo, thời trang rồi này nọ kia khác, là rất là to rồi. Nhưng mà vẫn bị loay hoay bởi bài toán dòng tiền, không thoát ra được khỏi bài toán dòng tiền, thuyền to thì sóng to. Cho nên là nếu mà bỏ hết tất cả ba cái sĩ diện hão thì cơ hội Siri là một cơ hội cũng chỉ có một thôi. Không có cái sự lựa chọn số 2 như thế. Thế thì khi mình nói như thế mình chưa bao giờ bị chốt chật ai cả. Và Anna hay nói rằng là Anna tin tưởng rằng tất cả những người nào mà đang có ý định làm kinh doanh hoặc đang là người làm kinh doanh thì ít nhất một lần trong đời phải nhìn qua cái sơ đồ trả thưởng của Siri. Với khi mà bạn nhìn qua xong bạn sẽ hiểu được như thế nào là một doanh nghiệp trường tồn. Thế là bắt đầu họ được gieo vào đầu rằng à doanh nghiệp trường tồn là như thế nào, và cuối cùng là họ tìm hiểu. Họ tìm hiểu là họ thích rồi. Tại vì họ không thể không thích được khi mà tìm hiểu cái sơ đồ của mình. Đấy, thế thì khi mà Anna chốt, thế thì Anna thường chốt kinh doanh và Anna thường chốt luôn là mình kinh doanh thì mình không thể nào mà mình kinh doanh một cái thứ mà mình lại không muốn cho mình mà mình lại muốn cho người khác được. Như thế thì nó phạm phải cái giá trị sống của mình ấy. Là rồi nhân quả, rồi đạo đức, trí tuệ, nghị lực này kia. Cho nên rằng bạn phải dùng. Mà nếu mà người ta sợ dùng á thì Anna hay nói rằng nếu mà sợ uống quá thì bôi đi, bạn toàn bôi những cái trời ơi đất hỡi nguyên liệu nhiều khi bạn chả biết ở đâu nữa, hàng bạn cũng mua xách tay thôi bạn còn dùng được nữa. Rồi Anna cũng hay hỏi là sẽ vừa ăn phở có mang bát phở về nhà để kiểm tra với cả phân tích thành phần trước khi ăn không. Thế đấy thì mình hay dùng những một số những cái hình ảnh như vậy và thường mình sẽ chốt người ta dùng sản phẩm ngay. Và mình chốt người ta là dùng cái bộ sản phẩm nào mà có hiệu quả ngay trong vòng 3 ngày đến 7 ngày ấy. Như vậy thì mình mới kinh doanh được tốt. Cũng như là anh Cường cũng có nói là lần trước Anna cũng vậy, Anna cũng tính là tự chọn sản phẩm cho mình. Thì thủ lĩnh Cường có nói là bây giờ nếu mà em chọn theo kiểu của em thì nó cũng được mà nó chậm, còn chọn theo kiểu của anh thì cảm nhận nhanh. Thế bây giờ em kinh doanh em muốn là em sẽ có cảm nhận nhanh để kinh doanh nhanh hay là em muốn là từ từ để rồi kinh doanh từ từ. Thì những người như mình thì mình sẽ thích là cảm nhận nhanh để kinh doanh nhanh. Thế là mình chọn cái bộ sản phẩm theo như anh Cường hướng dẫn.
Thế thì khi mà mình, cho dù là người ta, thì nếu mà các bạn mà cứ tiếp cận ở cái góc độ dùng ấy, thể nào người ta cũng bảo là em đang dùng sản phẩm này, sản phẩm kia hết rồi. Còn nếu mà bạn tiếp cận góc độ là dùng xong còn kinh doanh, kinh doanh để mà mình được dùng sản phẩm miễn phí và để gia đình mình có cơ hội được chăm sóc sức khỏe miễn phí, thì họ sẽ tự động bỏ những cái sản phẩm kia để mà dùng sản phẩm của mình thôi. Thế rồi nếu mà họ bảo là em đang còn một số sản phẩm này này, em phải dùng hết đã, thì Anna hay nói là thế bây giờ em lấy chồng mới rồi, chồng em có đồng ý để cho em ngủ với cả người yêu cũ không? Thì người ta buồn cười, người ta bảo đương nhiên là không. Còn nếu mà như thế thì bây giờ em đang tìm hiểu cái này để kinh doanh, thì tại sao em lại nghĩ đến chuyện là dùng nốt cái thằng cũ, chuyển nhượng cái thằng cũ ngay? Đấy, thế thì Anna cũng hay dùng những cái như thế. Và do chắc là do niềm tin của mình nó rất là mạnh, từ bên trong của mình rất là mạnh, cho nên mình chả bao giờ mình nao núng trước một cái ý kiến từ chối đâu cả. Và bởi vì như vậy cho nên mình chốt, nói chung là Anna chốt nhanh lắm ạ. Nếu mà các bạn cứ ngắn gọn xúc tích là các bạn sẽ chốt nhanh, cứ đi đúng vào những gì mà đã được đào tạo thôi, là và ghi lại những câu đấy, thể nào cũng có cái lôi ra sử dụng. Và hãy có một quyển sổ để mà sưu tập những cái ngôn từ khẳng định á. Đấy là cứ ai nói cái gì mình thấy hay là mình ghi vào, ai nói cái gì hay là mình ghi vào. Cảm ơn thủ lĩnh đã cho cơ hội chia sẻ. Cảm ơn thủ lĩnh Anna Nguyễn. Đấy, thủ lĩnh Anna Nguyễn tặng cả nhà một pháp rồi nhá. Có một cuốn sổ, khi nghe ai đó có ngôn từ khẳng định nào, hãy viết xuống. Đấy, và tu luyện nó thành võ công của mình, đúng không? Đây là câu Cường thêm vào. Và biến nó thành của mình. Và việc của mình là cứ gặp cảnh nào thì đưa cái pháp đấy ra mà giải. Để cho nó nhanh. Đấy, giống như bạn Thơm lúc nãy, người ta đang dùng sản phẩm gì đấy thôi. Thì dùng cái đó có được giảm 25% không? Đây này, dùng được 25% mà dùng lại còn có tiền nữa, lại còn có ô tô nữa, lại còn có 100 triệu một tháng. Thế bạn chọn dùng cái mất tiền và chọn cái dùng có ô tô, có 100 triệu được giảm 25%, bạn chọn cái nào? Cảm ơn cả nhà. Anna có những cái câu ngôn từ khẳng định rất là hay đấy. Một cái mô hình kinh doanh mà xây dựng mỗi người dùng một ít, mỗi người bán một ít, đúng không? Đấy. Có những người họ đang làm doanh nghiệp vài trăm tỷ, mình vẫn thấy nó còn loay hoay với dòng tiền. Làm vào đây không có, ngay tháng đầu tiên có dòng tiền dương. Đấy, câu chuyện của Anna Nguyễn, ngay tháng đầu tiên có dòng tiền dương. Nói đến chủ doanh nghiệp mà tháng đầu tiên kinh doanh có dòng tiền dương ấy, là họ sẽ phải suy nghĩ đấy. Chủ doanh nghiệp 1 năm, 2 năm, 3 năm thu hồi vốn là may. 3 năm đầu tiên 90% không có sinh nhật lần thứ 3. 5% nữa không có sinh nhật lần thứ 5. Còn chúng ta thì sao? Ngay tháng đầu, tháng 2, tháng thứ 3 là có dòng tiền dương rồi. Đó, thấy sự khác biệt không? Khác biệt rất lớn. Thế chúng ta có đầy sức mạnh. Cái điều quan trọng là mình phải hiểu. Tức là mình có trí tuệ để mình hiểu mình đang có cái gì trong tay. Đấy, đấy là điều quan trọng. Để cần xem ở đây còn có những đại ca nào có những ngôn từ mạnh nữa để truyền cho cả nhà ít bí kíp võ công. Nguyễn Thúy Vân Minh à? Tầng 1 của siêu thủ lĩnh Phan Thị Hiếu. Vâng, xin chào thủ lĩnh Kim Cương Quốc gia Trung Huy Cường. Em tên là Nguyễn Thúy. Cho em xin nhờ một chút. Em là tầng 1 của thủ lĩnh Phan Hiếu á. Okay. Anh Cường có thể nhắc lại cái câu khẳng định vừa nãy, bởi vì vừa nãy em có đi ra ngoài một chút nên là em không nghe rõ, chỉ đang nghe mải mê chị Anna nói thôi ạ. Rồi, bây giờ ấy, em là đã là cái người bán hàng online thành công đúng không? Mà em lại chọn CV. Đấy. Thế bây giờ nói chuyện với những người bán hàng online thì em dùng cái ngôn từ khẳng định về CV, về cái cơ hội kinh doanh này như thế nào với họ để cho họ đi theo em? Đi cùng em. Đầu tiên thì thường thì em sẽ là giải thông tin trước anh ạ. Ừ. Tất cả những hệ thống của em thì em sẽ giải thông tin. Thì khi mà tùy vào cái người đấy họ đắc với mình như thế nào thì mình sẽ bắn tiếp thông tin, nghĩa là bắn trước xong rồi quay lại để ngắm ạ. Ừ. Bắn á, cứ chọn ra khoảng tầm 50 người. Cụ thể, em phải cụ thể bắn như thế nào? Vâng ạ. Ví dụ như là lúc đầu thì có thể là hỏi về khách hàng hiện tại bây giờ chị, ví dụ như là tầng dưới của em chẳng hạn, em sẽ hỏi là chị ơi, thế dạo này chị bán được hàng không? Thì chị bảo là dạo này bán chán hoặc là thế nào đấy, thì em sẽ bảo là vâng, nếu mà em hiện tại em đang có cái đang đang
có cái công việc dự án bên này nó đang làm em hơi có thời gian bên này một chút, thì nếu mà có cái gì thì chị sẽ nhờ em giúp đỡ nhớ, nghĩa là em sẽ bán trước nên là họ sẽ tò mò, họ sẽ tò mò hay sao hỏi là thế em đang làm cái gì đấy mà giờ này không thấy em tăng bài, thì em sẽ bảo là thực ra là cái công việc này em thấy nó có một cái, thứ nhất là có sức khỏe của mình, thứ hai là nó có sắc đẹp của mình, thứ ba là nó cho mình một cái doanh nghiệp bền vững, thứ tư là nó không có bán phá giá và không ôm hàng giống chúng ta đó, em giải như thế. Thì em xem là cái người đối diện em họ nói như thế nào thì em sẽ nói tiếp, nghĩa là khi mà họ vì em thường là em sẽ dựa vào cái người đối diện người ta nói chuyện với mình để em có thể bây giờ em kể một câu chuyện, em chiêu mộ một đại bàng, một câu chuyện thật đấy, khi mà em hỏi các thứ xong họ trả lời như thế nào sau đó người ta ra quyết định. Em kể hai câu chuyện luôn ạ, hai đại bàng của em. Thứ nhất là một bạn ấy bên Đông Dược Bá Vân, thì em có chỉ có thế này thôi, em giải mỗi thông tin này. Hà ơi, em có mua lại hệ thống của chị không? Thì bởi vì bạn ấy đang biết là em kinh doanh rất là tốt, thì em có bắn bạn ấy một tin như này. Hà ơi, em có mua lại hệ thống của chị không? Thì bạn ấy bảo có chị ơi, bởi vì bạn ấy biết là kinh doanh đang tốt. Thế bảo là 20 triệu chị cho cái trang web, còn đâu hệ thống chị bán lại. Thì bạn ấy bảo ôi nhưng mà chị ơi, chị làm đang làm tốt thế sao tự nhiên chị lại bán lại không? Đấy, em giả thông tin như thế. Thì em bảo chị có một cái công việc này, nó sẽ giúp cho chị có một cái cuộc sống tốt hơn, sức khỏe hơn, sắc đẹp hơn. Thì chị muốn bán lại thế thôi. Thì bạn ấy bảo là chị ơi công việc gì đấy, công việc gì mà nghe hấp dẫn thế? Thế là em bảo có muốn tìm hiểu không? Muốn tìm hiểu thì cái sản phẩm nó là sản phẩm của nước ngoài, không phải sản phẩm của Việt Nam, nó nâng tầm giá trị của chị em mình lên. Sau đó em mời vào Zoom chốt. Đấy là một đại bàng thứ nhất. Một đại bàng thứ hai kêu ca nhiều về cái vấn đề phá giá quá, đáng ra không định mời, túm luôn sau này. Chị, giờ này chị kinh doanh thế nào? Chị bán hàng chậm lắm em ạ, mà phá giá nhiều. Chị có muốn một cái môi trường không phá giá, không ôm hàng, mà có thể giúp cho mình có cái thu nhập cao hơn không? Có ô tô không mất tiền. Chị vào đây với em. Thì chị bảo là ô cái việc gì đấy. Thì cũng nói một loạt, cũng là chia sẻ một loạt cho chị ý. Là đây kinh doanh bên ngành này như thế này như thế này, nghĩa là kinh doanh bên nói Siberia. Em đang là em đang hợp tác với một cái tập đoàn của Nga, nó có nền tảng pháp lý không phải như các sản phẩm của chị em mình đó, nghĩa là em chốt thế xong em chốt vào Zoom là em chốt được hai đại bàng. Chốt vào Zoom là em chốt vào Zoom là vào chỗ nào? Nghĩa là em chốt vào 21 anh ạ, lúc đấy là bắt đầu em mới chốt, thì em chị Phan Hiếu vẫn là người chốt cho em. À Zoom 21 cùng với người hướng dẫn. Vâng. Ok. Nghĩa là lúc đầu thì chưa hiểu gì về cái sản phẩm này, chưa hiểu về sơ đồ trả thưởng, thế nên là cái việc là em sẽ hướng lên người đỡ đầu. Còn khi mà mình đã biết rồi thì mình sẽ tự, có thể là chốt như này thì mình sẽ tự chốt một anh ạ. Sau đó mình cho người ta đặt sản phẩm trải nghiệm, ví dụ mà người ta vẫn còn phân vân. Thực ra là quan trọng là mình phải tin vào mình á, mình tin vào cái sản phẩm mình trải nghiệm. Em cũng không ngu gì mà em đi trải nghiệm những cái sản phẩm không rõ nguồn gốc, vì người ta biết là bản thân mình như thế nào. Vì em chốt thì toàn chốt đầu như là cũng là khách hàng ấm anh ạ. Nóng tay thì em không chốt. Nghĩa là nóng thị trường người nhà, thị trường anh em là em không chốt, chưa chốt. Em chỉ chốt những người thị trường ấm ấm, hiện tại là vẫn đang có thỉnh thoảng hỏi han nhau. Rồi. Vâng ạ, em xin cảm ơn. Tháng này mục tiêu gì em? Tháng này thì em đang phấn đấu là mục tiêu lên chuyên nghiệp. Nhưng mà chắc là phải để cho dễ nó cắm sâu hơn anh ạ. Thế hả? Ok. Vâng. Kiểu gì chả xuyên đích, còn 5 ngày nữa mà. Vâng ạ. Và lại còn hai vợ chồng đúng không? Song kiếm hợp bích. Vâng. Chúc cho em xuyên đích. Rồi, cảm ơn câu chuyện của bạn Thí. Bao nhiêu số các bạn thấy học thêm được những cái bài học từ cái câu chuyện bạn Thí đưa ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Nguyên tắc số 1, đấy là luôn luôn dùng ngôn từ khẳng định. Đúng không? Và Cường có một, bởi vì Cường biết rằng là có nhiều anh chị em mà từ làm công ăn lương bước sang ấy, bản thân Cường cũng như vậy mà. Cho nên là còn nhiều, một là còn nhiều nỗi sợ hãi, hai là sĩ diện hão rất là cao, tức là cái đeo cái mặt nạ rất là lớn, mặt nạ rất là dày, tiến sĩ mà, sĩ diện hão cao lắm, lại còn thạc sĩ rồi vân vân, đại loại thế. Thì cái việc của mình ấy làm sao để bóc được cái mặt nạ này thật nhanh này, thì mình sẽ tiến nhanh. Bởi vì là kết quả nó mới là chân lý, chất lượng cuộc sống của mình nó như thế nào thì nó mới đáng tự hào, mình xứng đáng.
Thế còn ra hình dung chưa? Đấy thì bây giờ có một cái phương pháp để chúng ta có thể có một cái pháp để chúng ta có thể bóc mặt nạ nhanh, để chúng ta có thể buông được cái tôi. Cái tôi mà càng cao ấy thì nó tỷ lệ nghịch với cái ví nó càng xẹp. Cái tôi mà nó lớn ấy, thì cái ví nó rất xẹp. Thế cho nên làm sao bây giờ bóc được cái tôi nó đi cho nó nhanh? Phương pháp như sau. Phương pháp là gặp bất kỳ ai đều cười và chào. Đó. Gặp bất cứ ai cười và chào. Người ta nghĩ gì, người ta nói gì, người ta phản hồi như thế nào, người ta chào lại hay không, hay người ta mặt lạnh như đít bom là việc của người ta. Việc của mình là bán đi nỗi sợ hãi, tức là việc của mình là tăng nghị lực. Mình nhìn thấy người lạ mà mình cười và chào, đấy là bắt đầu mình tăng nghị lực. Chỉ cần làm 30 cho đến 90 ngày liên tục thôi, các bạn trở thành một người có sức mạnh phi thường. Hãy làm những việc người khác không dám làm, bạn sẽ đạt được những thứ người khác không bao giờ đạt được. Người bình thường gặp nhau nhìn mặt lạnh ngắt đúng không? Chúng ta là, và tại sao mà nhiều anh chị em sợ mở miệng cười hay nói chuyện với người mới? Lý do đơn giản như này, bởi vì trong tâm mình ấy, mình khởi tâm nó không đúng. Chúng ta đã từng chia sẻ với nhau về bốn dạng tâm đúng không? Bởi vì cái tâm của mình khởi là tâm tham, là muốn bán hàng hay tuyển dụng cho họ. Vì khởi tâm tham không phải là cái tâm vô ngã và vị tha. Tâm vô ngã vị tha đấy là tâm yêu hết mình cho đi hết mình, là tâm Phật ấy, tâm từ bi ấy, tâm hoan hỷ ấy. Thì khi mình khởi cái tâm từ bi, tình yêu thương và cái tâm hoan hỷ, có nghĩa là mình gặp người ta mình cười, mình chào, nó mang lại niềm vui cho người khác, thì nó sẽ rất dễ. Chứ còn nếu mà mình khởi cái tâm là muốn bán hay là tuyển, có nghĩa là khởi tâm tham, là mình bị mắc. Và mình bị mắc khi đó là cái thằng hèn nó xuất hiện, và thằng hèn nó xuất hiện, tiếng nói nhỏ nó xuất hiện, là nó gặp rào cản rất lớn. Và khi nó gặp rào cản thì chúng ta không mở miệng ra được, chúng ta không cười và không chào người khác được. Và tất cả luyện nó thành thói quen. Tất cả nó luyện, chúng ta sẽ luyện nó thành thói quen. Bởi vì cái tỷ lệ lớn anh chị em làm kinh doanh theo mạng là còn đầy nỗi sợ hãi, sợ bị cười chê, sợ bị phản đối, sợ bị cười chê. Bỏ cuộc lớn nhất nằm ở đó. Vì chưa đủ trí tuệ, tình yêu thương, nghị lực, cho nên là gặp phản đối, thế là nghị lực yếu, bỏ cuộc. Đó. Đây là một cái cách ngày xưa Cường đã rèn luyện rất là nhiều. Gặp là cười, là chào. Và bản thân Cường không phải là cái người, bản thân Cường là người nội tâm. Cường thích ai thì Cường mới nói chuyện, còn không thích là không nói chuyện đâu. Bản chất là như thế. Ngày xưa là thích đá bóng, thích bóng bàn. Đấy, cho nên là, và thích nói chuyện quốc tế, NASA, NATO. Ngày xưa làm nhà báo, thích nói chuyện trên trời, nói chuyện quốc tế mà toàn ăn ngô thôi. Đói dã họng. Thích chém gió kiểu những cái thứ liên quan đến chính trị rồi. Chuyện quốc tế, NASA, ba lăng nhăng, ba lung tung, nói chuyện Triều Tiên hay nói chuyện về đấy, nói chuyện về Trung Đông, Jerusalem, rồi nói chuyện về châu Á, Thái Bình Dương, nói chuyện về bán đảo Triều Tiên, rồi ngày xưa là vua chém gió, những cái thứ ba lăng nhăng như vậy. Sau này mình mới biết là nói chuyện những thứ linh tinh đấy thì ăn ngộ, chả giải quyết cái gì cả. Thế còn ai mà kiểu chém gió những cái thứ liên quan đến những thứ đó thì mình nói chuyện rất là dễ. Đấy, nhưng mà cái thứ khác là mình không nói được. Sau này bắt đầu mình huấn luyện. Bất kỳ ai mở miệng chào, và khi mình đã thích rồi, tức là khi mình đã luyện được cái trạng thái đó rồi, chỉ có mình muốn hay không là thôi, chứ nó không còn nỗi sợ, không còn sự ngại ngùng nữa. Và cái cách đấy là cái cách rèn nghị lực cực kỳ tốt. Cái cách đấy là cách buông mặt nạ cực kỳ tốt. Bao nhiêu số các bạn sẵn sàng gặp ai cũng cười và chào? Chỉ cười và chào thôi, chẳng có mục đích gì khác. Giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Các bạn hãy làm đi, hiệu quả sẽ tăng mà mình không hình dung ra được đâu. Bởi vì khi đó bắt đầu dần dần nó cho mình một cái sự tự tin. Và khi mình có một sự tự tin, mình dám làm cái việc mà mình chưa bao giờ dám làm, thì lúc đấy mình sẽ mạnh lên. Và khi mình mạnh lên ấy, bắt đầu cái sức mạnh
nó đến từ bên trong, mà bên trong nó mạnh thì nó phọt ra cái miệng này nó cũng sẽ mạnh, và ngôn từ nó sẽ mạnh mẽ và nó khẳng định, và như vậy chúng ta sẽ thành công. Đấy, nguyên lý nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Và chúng ta đã trao đổi với nhau, cái thứ nhất là để chốt được hợp đồng ấy, giúp cho người ta ra quyết định. Nguyên tắc thứ nhất là dùng ngôn từ khẳng định. Muốn dùng được ngôn từ khẳng định thì phải xem về niềm tin, đúng không? Muốn có niềm tin, tập trung vào rèn ba thứ ở bên trong, gốc rễ bên trong ấy: tình yêu thương, nghị lực, trí tuệ. Và đấy là một quá trình không thể đến ngay được. Tại sao S69 cho chúng ta có S69 chạy bộ? Chạy bộ S69 đấy là tăng ý chí, tăng nghị lực. Buổi sáng thằng hèn thì nó bảo ngủ đi, người hùng bảo dậy chạy bộ, đấy là tăng được ý chí. Mà chạy được 90 ngày là lúc đấy mà không chạy là khó chịu lắm. Đấy là cách để tăng nghị lực, tăng ý chí ở bên trong, tăng sức mạnh. Nguyên tắc số 1 là dùng ngôn từ khẳng định. Nguyên tắc số 2 là khi mà chốt hợp đồng ấy, luôn luôn đưa ra sự lựa chọn. Đưa ra sự lựa chọn. Người ta bảo bây giờ không biết bắt đầu như thế nào. Bây giờ bao nhiêu số các bạn khi mà chia sẻ rồi, có nhiều người người ta hỏi là thế bây giờ mình phải bắt đầu như thế nào? Có ai hay gặp những câu hỏi như vậy không? Giơ ngón tay cái. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Đúng không? Bắt đầu như thế nào? Mình kể mình bắt đầu như thế nào cho nó nhanh. Mình sẽ chia sẻ cho bạn cái cách mình bắt đầu như thế nào. Thế thì lúc bắt đầu ấy, người hướng dẫn của Cường bảo bây giờ có thể bắt đầu bằng theo cái cách 100 hay là 200 điểm. Đấy. Thế thì 100 điểm là như thế này, 200 điểm là như thế này. Thế xong Cường nói với cái anh Anton Lee ấy, bây giờ ấy, tao là bắt đầu bằng một cách đặc biệt. À, tao mày có nghĩa là anh ấy là người Uzbekistan mà. Cường mới nói với anh ấy, thông qua phiên dịch mà, tao bắt đầu một cách đặc biệt, mày có cái gì tốt nhất mày chọn cho tao để tao uống. Thì lúc đấy nó chưa có siêu vitamin, chưa có neurovision, chưa có stress relief. Anh Anton anh chọn được gần 4 triệu. Thế sau đó thì Cường bảo là ok, tốt, bây giờ mày bóp cho tao uống. Anh Anton anh bảo là nhưng bây giờ là lúc đấy khoảng 10 rưỡi. Bây giờ cái sản phẩm này này phải ăn xong thì mới uống chứ không nó sốt ruột. Cường bảo là không quan trọng, tao muốn là máu CV nó phải chảy ngay trong mạch máu của tao để tao cắt ra nó có từ CV để tao đi chia sẻ, tao làm việc. Bóc. Và anh ấy phải cản đến 3-4 lần ấy. Cường bảo không, tao đã quyết uống là uống, mày bóc cho tao. Và khi đó thì anh ấy bóc và Cường uống. Thì cái cách tốt nhất để chốt hợp đồng, để giúp người ta khác ra quyết định là kể cái câu chuyện mình bắt đầu như thế nào. Đấy, các bạn biết lý do tại sao những người bắt đầu lom dom xong sau không giúp được người khác ra quyết định không? Bởi vì cái cách mình bắt đầu câu chuyện của mình nó không có gì thú vị. Mình bắt đầu bằng đầy sự nghi ngờ, ký hợp đồng rồi mãi bắt đầu mới mua sản phẩm. Thế bây giờ mình kể câu chuyện đấy làm sao được? Cả nhà thấy không? Cho nên cái cách mình bắt đầu nó quan trọng lắm. Thế còn mình đã chót rồi, do cái lúc đấy mình còn nhiều nghi ngờ, mình còn nhiều hoài nghi, mình còn đủ nỗi sợ hãi, cho nên là mình không bắt đầu quyết liệt ấy. Thì lúc đấy mình đưa ra sự lựa chọn thôi. Ở đây có hai cái cách bắt đầu. Cái cách thứ nhất, đấy là sử dụng cái chương trình gọi là doanh nhân, đúng không? Combo doanh nhân, dành cho những người muốn có niềm tin nhanh, dành cho những người xứng đáng dùng những thứ tốt nhất đưa vào cơ thể, dành cho những người muốn kiếm tiền nhanh, tiền yêu tốc độ, dành cho những người có tinh thần doanh nhân, có tư tưởng doanh nhân, dành cho những người máu chiến, dành cho những người quyết đoán, quyết liệt, dành cho những người nắm bắt cơ hội này nhanh và giúp đỡ người khác nhanh, phát triển nhanh. Combo thứ hai là combo doanh nhân tương lai, dành cho những người chậm mà chắc, từ từ một chút thì cách nào cũng được. Combo doanh nhân là gì? Gồm những cái sản phẩm này: siêu vitamin Neurovision, Vita Germanium, nữ thì thêm Chrononon Beauty Box, đàn ông thêm Men's Box, kém, ví dụ như vậy. Cả nhà hiểu chưa? Thế còn combo doanh nhân tương lai, nếu là nam thì chọn chương trình nam giới, bộ ba thanh lọc Formula 4, Men's Box kém canxi, healthy. Nữ dùng chương trình nữ giới, đấy, bộ ba thanh lọc Formula 4, Chrononon Beauty Box canxi, ví dụ như vậy, 100 điểm.
Sự khác nhau là gì? Thứ nhất, dùng combo doanh nhân ấy, niềm tin nhanh và sau này tạo ra một cái sự sao chép. Bây giờ mình hỏi bạn, bạn có muốn sau này bạn bắt đầu công việc kinh doanh này, người khác họ cũng muốn bắt đầu một cách mạnh mẽ không? Họ bảo yes. Cả nhà như vậy. À. Rồi, dùng cái này ấy, nó lại còn có quyền lợi. 6 tháng liên tiếp bạn còn có một được 4,6 triệu để mua sản phẩm. Thế là bạn có sản phẩm miễn phí để dùng. Thế bây giờ để bắt đầu một cách mạnh mẽ sau này có sản phẩm miễn phí để dùng, bạn chọn cách nào? Không như vậy, bạn lại còn có gì nữa? Khoảng 1,2 triệu 25% vào tài khoản đúng không? 5,2 triệu. Thực sự đầu tư cho bạn có 4 triệu để xây dựng một đế chế kinh doanh. Bạn có thấy nó rất là xứng đáng. Thế còn ai đó họ chọn combo doanh nhân tương lai, chúc mừng bạn. Có nhiều người cũng bắt đầu bằng chương trình này và ngày hôm nay họ cũng thành công lớn. Tóm lại là họ chọn cái gì cũng được, cũng phải chúc mừng. Nhưng mà chúng ta muốn giúp cho họ ra một cách quyết định mạnh mẽ, bởi vì việc của chúng ta là sàng lọc mà, tìm người mạnh mẽ. Thế thì mình nói về cái combo doanh nhân đấy một cách mạnh mẽ, hứng khởi như vậy. Nhưng ai người ta chọn cái thôi, mình muốn cảm nhận từ từ. Ok, chúc mừng bạn, nhiều người từ từ giống bạn ngày hôm nay thành công lớn. Cách nào cũng được, cả nhà hiểu chưa? Chứ mình đừng có hỏi họ là thế, mình kê cho bạn thế này có dùng không? Thế họ bảo không. Đưa ra lựa chọn, người ta sẽ chọn. Nguyên tắc số 2 là nguyên tắc đưa ra sự lựa chọn. Luôn luôn đưa ra sự lựa chọn và phải giải thích cho họ lý do tại sao mà lại là combo doanh nhân. Tại sao combo doanh nhân tương lai? Các bạn nhớ, tức là phải cho họ biết why. Tại sao? Nãy Cường vừa chia sẻ tại sao rồi đấy. Thế còn bạn bắt đầu bằng cách doanh nhân tương lai hay doanh nhân thì bạn cũng đủ quyền để hưởng hoa hồng hệ thống. Đúng không? Rồi nếu bạn bắt đầu bằng combo doanh nhân, bạn giúp được 4 người bắt đầu giống như bạn nữa. Thế là bạn có 1 triệu 2. Bạn có thêm 1,2 triệu. Đúng hay rất đúng cả nhà. 200 điểm mà có 4 ông 200 điểm ở dưới nữa là 1.000 điểm. 1.000 điểm là bao nhiêu phần trăm? 12%. 12% không là 1,2 triệu à? Mình là người dẫn đường, mình là người vẽ đường, mình phải biết cách hướng dẫn để người ta nhìn thấy, à ok, thế này là mình có tiền rồi. Đúng không cả nhà? Vừa có 1,2 triệu, 25%, giúp thêm 4 người nữa giống mình, thế mình có thêm 1,2 triệu nữa. Thế sau 6 tháng lại có 4,6 triệu nữa. Cái quyền to nhất trên cuộc đời này là quyền gì cả nhà biết không? Ai biết giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Quyền to nhất trên cuộc đời này là quyền lợi. Không có cái quyền nào to bằng quyền lợi hết. Thế phải chỉ cho họ thấy tại sao chứ, đúng không? Cho họ thấy quyền lợi. Đấy là nguyên tắc số 2 khi giúp người ta ra quyết định, đưa ra sự lựa chọn. Và mình không dùng câu hỏi, khi mà giúp ra quyết định không dùng câu hỏi yes or no, có hay không. Nếu kết thúc bằng không, họ sẽ say no, không. Đấy, bây giờ phải chọn em Thúy hay em Đào, ví dụ thế. Người ta sẽ lựa chọn. Nguyên tắc số 3 trong việc rút ra quyết định. Nguyên tắc số 3. Nguyên tắc số 3 là trong trường hợp người ta chưa chọn được ngay ấy, thì mình phải đưa người ta đến nơi có sức mạnh hơn. Giống như Thúy lúc nãy đấy. Phải biết thành công của một cuộc gặp là cuộc gặp lần tiếp theo. Đúng không? Thành công của một cuộc gặp là cuộc gặp lần tiếp theo. Người ta chưa ra được quyết định thì phải biết đưa họ đến cuộc gặp tiếp theo. Và cái cuộc gặp lần sau năng lượng luôn luôn lớn hơn cuộc gặp lần trước. Nếu như bạn Thúy đưa gặp bạn Hiếu 21, đấy là nơi có năng lượng lớn hơn. Và Cường có thể chia sẻ cho cả nhà có một cái chiêu đặc biệt. Mà bằng một chiêu này thôi, Cường sẽ không chịu trách nhiệm về sự giàu có của cả nhà. Bao nhiêu trong số các bạn muốn Cường chia sẻ cái chiêu này giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Ví dụ đến thứ tư, chủ nhật. Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt nhất trong thiên niên kỷ. Bao nhiêu số các bạn tin là ngày hôm nay
cái ngày hiện tại chúng ta đang chia sẻ với nhau này này là cái ngày đặc biệt nhất trong thiên niên kỷ, trong 100 năm giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Cái ngày nào chẳng là ngày đặc biệt nhất trong 100 năm đúng không? Quan trọng là ngôn từ thôi. Mình sẽ tặng cho bạn một cái nhân duyên. Ngày hôm nay là một cái ngày đặc biệt nhất trong 100 năm. Và có một cái thời khắc cũng đặc biệt nhất trong ngày hôm nay. Đấy là từ 8 giờ 50 cho đến 8 giờ 55 tối. Mình sẽ tặng cho bạn một nhân duyên. Bạn chỉ cần click vào cái ID đấy thôi, vào trong đó xem người ta nói như thế nào về cái điều mình chia sẻ với bạn ấy. Và chỉ sau 5 phút thôi, và nếu như bạn không vào là bạn vĩnh viễn mất một cái cơ hội tốt hiếm hoi trong cuộc đời này. Bởi vì có 1.000 người họ vào rất là nhanh, nhiều người làm nghề giống bạn, nhiều người họ giàu có hơn bạn nhiều. Họ vào đấy, họ chia sẻ, họ học tập. Bạn vào đấy xem. Mình phải biết cách quảng bá, biết tạo sự tò mò, khan hiếm, khát khao. Các bạn hình dung không? Thì người ta mới vào, chứ không người ta không vào đâu. Cường đang chat với một cái bạn. À, bạn này có thể là vừa làm quen sáng nay. Làm cho nó vui, làm cho thành thói quen. Cường nhìn thấy bạn ấy học cùng mấy ông thầy, cũng là nhà đào tạo rồi bla bla. Có thể có khi bạn còn đang xem live stream này cũng nên. Cường nói với bạn là: "Hello em, nice to connect with you. Rất vui được kết nối với em." "Dạ vâng, chào anh." Cường nói là ngày hôm nay là ngày đặc biệt nhất trong thiên niên kỷ. Bạn ấy hỏi: "Thế ạ?" Cường trả lời: "Yes." Và bạn trả lời là: "Rất vui được biết anh. Anh có thể chia sẻ về sự đặc biệt?" Hỏi chấm. Cường nói là: "Anh rất vui được biết em. Đủ nhân duyên, anh sẽ cho em biết tại sao lại rất đặc biệt." Đấy, thế xong bắt đầu bạn ấy hỏi: "Điều kiện để đủ nhân duyên là gì ạ?" À, xong sau Cường không tập trung vào câu hỏi đấy, Cường đảng đi nói câu chuyện khác. Bởi vì biết là kiểu gì cũng hỏi bạn ấy. Bởi vì khi người ta tò mò ấy, kiểu gì người ta cũng quay lại cái điều tò mò đấy. Cường mới nói là: "Anh và em học cùng nhiều thầy ha, Anthony Robbins, Trần Việt Quân, Dương Minh Chiết. Là do anh ấy." À, sau đó mình Trần nói ở dưới là: "Điều kiện đủ nhân duyên là gì anh?" "Là do anh em mình tạo ra sẽ đủ duyên. Thành hay bại trong cuộc đời không phải do tài năng." À, Cường treo một cái câu như vậy. Cường đã từng chia sẻ với cả nhà, thành hay bại trong cuộc đời là do gì? Do phước đức và nhân duyên đúng không? Đây thằng tài, nhưng mà chọn nhầm đường, không đủ phước đức, không đủ nhân duyên. Cả đời vẫn sao? Vẫn nghèo, vẫn không thành công. Đúng hay rất đúng rồi nha. Được, mình chỉ treo một cái câu là thành hay bại trong cuộc đời không phải do tài năng, bởi vì mình biết bạn này rất tài năng. Nhưng mình treo một cái câu như thế. Thế thì bạn ấy nói là: "Ba thầy rồi, đủ nhân duyên chưa anh? Và anh nhắn tin làm quen với em đã đủ duyên chưa? Anh chủ động chia sẻ về điều này rồi sau đó lại nói về duyên, ý anh là gì?" Đấy. Đấy, bạn ấy đặt ba câu hỏi như vậy. Bạn này là NLP coach, cho nên Cường mới nói lại: "Hi hi, em đúng là coach xịn, hỏi, hỏi và hỏi." Đấy, câu chuyện nó đang dừng lại ở đấy. Tức là bây giờ mình muốn người khác bắt chuyện với mình ấy, thì mình phải dùng những cái câu mà tạo sự tò mò đúng không? Em biết không? Ngày hôm nay là ngày đặc biệt nhất trong một thiên niên kỷ. Theo cả nhà, cái ngày mà bạn ấy kết nối với Cường và nếu mà đủ nhân duyên nắm bắt cơ hội này xây dựng một đế chế kinh doanh toàn cầu có phải là ngày đặc biệt nhất trong thiên niên kỷ không? Đúng, đúng không? Thế ai đó kết nối với mình thế cuộc đời họ thay đổi. Họ yêu chồng hơn, họ yêu vợ hơn, họ yêu con hơn, con được học những trường tốt hơn. Rồi họ giúp đỡ được hàng nghìn, hàng vạn người. Có phải là ngày đặc biệt nhất trong thiên niên kỷ không? Đặc biệt nhất mà. Nhưng tại sao chúng ta không dùng được những ngôn từ như vậy? Vì lý do là mình không biết mình đang có cái gì trong tay. Chỉ đơn giản thế thôi. Vì mình không biết mình đang có một cái gì trong tay. Một cái vũ khí siêu hạng đó. Đấy, thế thì Cường đang nói tiếp cái nguyên tắc thứ 3. Nguyên tắc thứ 2 đưa ra sự lựa chọn. Nguyên tắc số 3 là đeo bám và đưa họ đến nơi có sức mạnh hơn. Thành công của một cuộc gặp là cuộc gặp lần tiếp theo. Cuộc gặp lần tiếp theo là cuộc gặp mà nơi có sức mạnh hơn, năng lượng lớn hơn.
Bây giờ Cường hỏi cả nhà này, vào Zoom 1.000 người, năng lượng có lớn không? Họ sẽ ồ, wow, không biết nó là cái gì mà vào chậm một tí là không vào được nữa. Cho thấy không? Mình tuyển dụng có một số bạn chưa hiệu quả, lý do là gì? Lý do thứ nhất ấy, là người ta từ chối là mình đã tụt cảm xúc rồi, có nghĩa là nghị lực kém. Lý do thứ hai là mình chưa đeo bám đến cùng, đúng không? Bây giờ mình nói với họ này này, nếu họ từ chối thẳng thừng, em xin phép anh, em xin phép chị, em sẽ chia sẻ với anh, với chị đến cùng, bởi vì em biết nó quá tốt, em uống vào nó khỏe như thế này, giá nó thế, và em vào môi trường này em được thay đổi như thế này, không có lý do gì mà em không chia sẻ với anh chị đến cùng. Anh chị có cười em cũng phải chia sẻ. Anh chị có mắng em cũng phải chia sẻ. Anh chị có nói gì thì em cũng phải chia sẻ. Bởi vì em biết chắc chắn đến một ngày đủ duyên anh sẽ cảm ơn em. Cho nên là em phải đeo bám đến cùng. Em sẽ chia sẻ với anh đến cùng. Bao nhiêu số các bạn thấy chiêu này rất hiệu quả rồi con thấy cái. Ở đây có anh chị em nào được đeo bám mà sau đó mình ra quyết định không? Ai được đeo bám sau đó ra quyết định bật mic nói tôi chia sẻ? Tôi. Ok, tôi. Xin mời tôi. Mời Minh Tâm. Xin mời Minh Tâm. Dạ, em chào thủ lĩnh, em chào tất cả mọi người trên Zoom. Chính bản thân em là được đeo bám và sau đó em đã ra quyết định. Đeo bám như thế nào cụ thể hơn Tâm? Trước lúc ban đầu mà em biết đến Simmery ấy, thì em là con người đi tìm sức khỏe. Thì bà chị dâu em ấy, người chị dâu yêu quý của em là đeo bám em 5 lần. Bởi vì chị thương em là em dùng thuốc Tây nhiều năm quá. Thế là chị cứ đeo bám, về lần nào cũng đeo bám. Thế là giúp được em ra quyết định. Và em giờ em rất biết ơn chị dâu em là người đã đeo bám em. Và để cho em có một ngày hôm nay là ngày thành công tuyệt vời của em. Chúc mừng Minh Tâm. Đấy, qua câu chuyện của bạn Minh Tâm ấy, là cái người chị có ít nhất là có hai thứ. Cái thứ nhất là có tình yêu thương, tức là có đạo đức. Cái thứ hai là có nghị lực thì mới đeo bám được đến cùng, đúng không? Bởi vì mình biết có một cái thứ quá tốt trên cuộc đời này, tại sao mình không trao cho họ bằng được? Có một cái câu mà nếu như chúng ta không hiểu nó ấy, bao nhiêu số các bạn hay nghe cái câu là vạn sự tùy duyên, giơ ngón tay cái. Đấy, chúng ta nghe rất nhiều. Nhưng mà duyên từ đâu mà ra? Tức là nhân thì sẽ thành quả, đúng không? Và phải có duyên thì nó mới tạo thành quả. Đủ nhân duyên thì sẽ ra hoa, đơm hoa kết trái. Cái duyên đấy là do mình tạo ra. Nên phải chủ động. Chủ động gieo duyên đến cùng. Biết đến nhau là có duyên rồi. Nhưng cái duyên này nó thành quả ấy, là chủ động gieo đến cùng. Tại sao chúng ta luyện cái pháp lúc nãy là gặp ai cười chào hỏi ấy? Là để làm gì? Để ai người ta có mắng mình vẫn cứ theo đuổi tiếp, bám tiếp. Bởi vì lúc đấy mình buông được hết, bỏ được hết cái tôi, bỏ được hết cái sĩ diện, bỏ hết được những cái mặt nạ vớ vẩn. Bởi vì nếu ai đó mà cười mà mắng mình ấy, đừng có nhắn tin cho chị nữa, chị không làm đâu, mà mình vẫn nhắn tin. Thì lúc đấy mình buông được hết tất cả những thứ khác rồi, đúng không? Cường kể cho cả nhà anh Nguyễn Ngọc Sáng này, Cường đeo bám 3 tháng trời. Em chào anh, chúc anh ngày mới tốt lành, không trả lời. Em chào anh có khỏe không ạ? Không trả lời. Em chào anh, ngày hôm nay anh có đi thị trường nào không? Không trả lời. Em chào anh ạ, cuộc sống của anh dạo này thế nào? Không trả lời. Đã. Vân vân và mây mây. 3 tháng sau mới trả lời. Và nếu không có sự đeo bám đấy, ngày hôm nay có một thủ lĩnh cao cấp Nguyễn Ngọc Sám và hàng vạn con người được phục hồi và bảo vệ sức khỏe không? Không có. Cường đeo bám thủ lĩnh Phan Thị Nguyệt 4 năm trời, thỉnh thoảng lại, em chào chị, em thấy đội chị hay quá. Đồng chị lại, chị chào em chào chị, hôm nay chị phát triển thị trường nào? Chị chào em, hôm nay chị đang làm việc ở Bảo Lộc. Một ngày đẹp trời chị đi Sochi Nga, em chào chị. Chị đi Nga à? Chị đi Nga làm gì đấy? Chị đi nhận ô tô. Ô thế à? Em cũng đi Nga. Vừa rồi đội em cũng có mấy chiếc ô tô. Vân vân.
Rất là 4, 5 để ra một thủ lĩnh tốt hay siêu tốt cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Đã. Ở đây có Lương Thanh Quỳnh không? Bật mic nha nào. Hello Lương Thanh Quỳnh. Lương Thanh Quỳnh có trên Zoom không em? Hello, Cường ơi, cho chị Ngân hỏi tí được không? Dạ, chị Ngân chờ một tí xíu. Vâng, ưu tiên chị tí với nhá. Vâng. Ở đây có Lương Nguyễn ở Đà Nẵng không? Bật mic. Lương Đà Nẵng có không em? Không có. Ở đây có Nguyễn Điệp Hải Dương không? Đây là cách kiểm tra các tầng 1 của mình học hành tốt nhất. Phải gọi tên. À, xin mời chị Điệp à, hay chị gì, chị iPhone bật mic ạ. Xin mời chị gì vừa nói ạ, chị đeo kính. Chị Ngân ạ, chị Ngân. À, chị Ngân, vâng, em xin. Vâng, chị Ngân, chào thủ lĩnh Cương, chào cả nhà. Hôm nay là rất là may là nghe được cái chương trình về tuyển chỗ tư vấn viên mà cô trình bày vì Cương như thế này. Hiện nay cô có một tư vấn viên tương lai là đã học bên Nga 3 năm rồi, học y 3 năm bên Nga. Vâng ạ. À, mà hôm nay về đây mà muốn tham gia Siberia, nhưng mà lại chưa biết Siberia bên đó có thực hay không. Có một vài câu hỏi để đặt ra đây cô nhờ Cương nói chuyện vì tư vấn viên của cô tí nha, học trò của cô nha. Tức là anh ấy bảo là... Anh đã ngồi bên cạnh đó rồi, anh đã chưa tin tưởng là có Siberia bên Nga. Vâng. Không giải quyết chung cô tí nha. Rồi ạ, vâng. Rồi đây, chào anh Cương ấy. Chào anh. Rồi, chào bạn. Dạ, dạ, em đi học ở bên Nga 3 năm rồi, em ở Rostov á. Ok. Dạ, ở phía Nam nước Nga, thì Siberia thì em có biết bên đấy. Nhưng mà thuốc thì em có dùng thực phẩm chức năng của Nga tại vì giá nó cũng hợp lý. Em mua lại hiệu thuốc bên Nga cơ. Rồi. Còn về sản phẩm của Siberia thì em chưa có nghe. Có Siberia của Nga nhưng mà nó thương hiệu, nó khác của thương hiệu của công ty mình. Rồi. Dạ, thì em cũng không biết chắc chắn là ở đây nó có vài sản phẩm an toàn và thực sự tốt cho người dùng không. Tại vì em có bán hàng online cũng mấy năm nay rồi, bán thuốc. À. Nhưng mà bên hiệu thuốc luôn, truyền thống của Nga. Em có tin cô Ngân không? Dạ, có. À. Cô giáo em, dạ. Cô giáo em, thế thì cô giáo em uống rồi thì em có dám uống không? Cái này thì em chưa bị bận, em chỉ có đi bán là chính. À, thế... Dạ. Cô Ngân uống vì lý do gì cô Ngân? Cô Ngân là uống về... Cô là chị uống về xương khớp này, uống về mắt này, rồi uống về ra mồ hôi này, uống nhiều lắm. Vâng. Áp này. Vâng. Cảm ơn cô Ngân. Dạ. Bây giờ... Rồi, bạn cứ giữ mic nhá. Bây giờ Cường sẽ cho một bạn ấy chia sẻ. À đây, có doanh nhân Trần Văn Phúc, Sài Gòn. Bật mic. Trần Văn Phúc. Rồi, ok, bật mic rồi. Trần Văn Phúc. Uống vào sản phẩm thấy nó khỏe như thế nào, uống cái gì khỏe như nào kể cho bạn ấy nghe. Dạ, em xin cảm ơn thủ lĩnh Kim Cương, Trương Minh Cường. Em hiện giờ em ở Tây Nguyên anh Cường ạ. À, ok, lên Tây Nguyên rồi. Dạ. Bản thân em thì em sử dụng cũng có một số vấn đề về sức khỏe thôi, nhưng mà khi uống vào thì rất là thay đổi về rất nhiều về sức khỏe. Đó là mình đỡ bị đau nhức và mình có năng lượng nhiều hơn và tinh thần tự tin hơn anh ạ. Đấy, ok, tốt. Là cảm ơn Phúc. Và cái năng lượng đi các cái sự kiện là thủ lĩnh cũng biết rồi đấy. Mọi người đều biết em, nhiều người em cũng biết mà họ gặp em họ chào hỏi luôn. Họ kêu lại chụp hình em cũng không ngờ luôn mà. Cho nên là em tự tin là sản phẩm rất là an toàn và em cũng đã tìm hiểu rất là kỹ về cái chất lượng của nó và các thông tin cần thiết
kể cả pháp lý, kể cả pháp lý của sản phẩm. Em xin chia sẻ với cả nhà như vậy. Cảm ơn bạn Phúc. Bây giờ có một chàng trai sinh năm 96 này khỏe như voi nhưng mà hàng ngày uống rất nhiều sản phẩm. Xin mời Việt Thanh kể xem uống vào nó khỏe thế nào, khỏe tại sao mà vẫn uống. Việt Thanh, bụng 6 múi. Em thì em rất là thích những sản phẩm của bên của Duy Nam rằng là em thì em không có tập trung vào bệnh gì. Em thì em thích khỏe, thích đẹp. Và những cái sản phẩm em chia sẻ, những sản phẩm em uống cũng tập trung sức khỏe. Đấy là đa phần thì tất cả những sản phẩm của chúng ta đều giúp cho sức khỏe hoàn toàn tốt. Khi mà em sử dụng vào ấy thì là cơ thể nó dần dần cải thiện vào cái cơ rất là nhiều. Đặc biệt là khi mà em sử dụng thể thao ấy, em cảm nhận là cái sức khỏe mình nó bền bỉ và dẻo dặn. Chính như vậy mà khi mà sử dụng nhiều ấy thì em biết rằng là cái da của mình nó cũng gần như là nó mịn và nó sáng hơn, rồi là gần như toàn bộ nó thay đổi hoàn toàn. Gần đây em có đi bộ từ Hà Nội về Bắc Giang khoảng 100 cây, em thấy sức khỏe thế nào? Đây em muốn thẻ với anh chị em. Hôm nay em sử dụng vitamin này, em sử dụng cứ khoảng 3 tiếng sử dụng vitamin. Em thấy rằng là em đừng đi từ Bắc Giang thì lúc đó thì em đi rất là bị đau ở cơ, còn đợt này thì là khớp vào cơ nó cũng bị đau nhưng nó đau hơn à. Và sau khi mà em đi về thì nó hồi phục nhanh lắm, gần như là hôm sau về thì là vẫn tập luyện thể dục thể thao như bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Và bây giờ hoàn toàn thì nó bền bỉ dẻo dai và đẹp lắm. Thấy ai muốn đẹp vậy cứ tìm đến. Ok, cảm ơn Thanh rất là nhiều. Thông qua cái câu chuyện vừa rồi ấy, Cường cũng muốn hướng dẫn cả nhà cái cách chốt hợp đồng. Hãy bằng các câu chuyện trải nghiệm, khi mà người khác quan tâm đến sản phẩm, hãy dùng câu chuyện, dùng cái sự trải nghiệm để chia sẻ. Thế còn bạn mà đang ngồi với cô Ngân mà không uống thì thôi, bạn mất quyền lợi. Nếu bạn không thích khỏe thì đừng có uống, mà bạn thích khỏe mà thích giàu có thì uống, đúng không? Bạn chưa đủ niềm tin uống vào biết liền. Mà nếu mà còn không tin cô giáo mình nữa thì thôi, tốt nhất làm gì cho nó mệt. Cảm ơn bạn, cảm ơn cô Ngân rất là nhiều. Chúc cho hai cô trò có một cái cuộc sống vô cùng tốt đẹp. Bây giờ thì thời gian của chúng ta cũng đã hết. Cường rất là biết ơn, cảm ơn tất cả anh chị em đã có mặt. Chúng ta còn 5 ngày, 5 đêm để xin đích. Và chương trình đào tạo nhà đào tạo đã chuẩn bị một cách đầy đủ sẵn sàng. Đến đó, chúng ta sẽ hiểu sâu sắc về cái triết lý giáo dục của S69 của chúng ta. Nó khác biệt hoàn toàn với những hàng trăm những trường đào tạo trên những trường đào tạo lớn trên thế giới này. Nó cũng khác rất là nhiều bởi vì cái triết lý giáo dục của chúng ta nó rất là khác. Đấy, và sau cái trường đó, sau cái chương trình đào tạo nhà đào tạo, chắc chắn cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi. Chắc chắn đấy là 3 ngày 2 đêm mà đẹp đẽ nhất, đặc biệt nhất từ trước đến nay chưa bao giờ chúng ta trải nghiệm. Để thực sự chúng ta hiểu được sức mạnh của giáo dục, để chúng ta thực sự hiểu là mỗi bên trong của mình ấy, nó có những thứ cực kỳ đặc biệt, có sức mạnh vô biên mà mình chưa biết cách khơi gợi nó, chưa biết khám phá, thì đến đào tạo nhà đào tạo chúng ta sẽ được chia sẻ. Thế còn cái việc mà trở thành MC, trở thành nhà đào tạo là cái chuyện đương nhiên, bởi vì đã vào S69 mà nếu như đủ dũng cảm, đủ nội lực và kiên trì làm đến cùng thì cái việc đấy là cái việc đương nhiên, đúng không? Và hẹn gặp lại tất cả anh chị em có mặt tại đào tạo nhà đào tạo. Và từ nay cho đến đêm 31 trong S69 Dream Team, chúng ta sẽ liên tục bắn pháo hoa chúc mừng và chúng ta hãy chuẩn bị để chào đón những danh hiệu mới, những điều đặc biệt mới. Và chiều ngày mùng 2 chúng ta sẽ xuyên đích tháng này để chúng ta có món quà đẹp nhất, món quà quý giá nhất để tặng chủ tịch trong cái chương trình sự kiện quốc tế, hội nghị online toàn cầu quốc tế cùng với chủ tịch tập đoàn vào 16 giờ chiều mùng 2 tháng 8. Đấy, Cường sẽ đại diện cho các thủ lĩnh Việt Nam và cùng một số thủ lĩnh khác sẽ tham gia vào chương trình chia sẻ đó. Đấy, các anh chị em hãy sao? Chúng ta mỗi người góp một món quà đặc biệt để Cường sẽ tặng chủ tịch. Xin cảm ơn và biết ơn tất cả anh chị em. Hơn 800 anh chị em có mặt trên Zoom, giờ phút này còn gần 800 và vài trăm anh chị em theo dõi live stream. Chúc cho cả nhà, cả đời tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại. Và chúng ta sẽ cùng bắn
team để chúc những điều tốt đẹp nhất. Rồi, xin chào cả nhà. Bye bye, chúc cả nhà thành công. Bye bye.